hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 136, lãnh băng băng nổi giật Hạ. Hạ Thiên rất khó hiểu. Nhưng tối nay cũng có rất nhiều người trị khổ, ví dụ như Kỳ Nam và Hạ Vân Sơn, còn có cả Kỳ Minh cùng với một đám người liên quan. Mà đối nghịch lại có một số người cảm thấy may mắn, ví dụ như Kiều Trấn Quốc. Còn đối với lãnh băng băng thì đây là cơ hội cho nàng phát tiết, nàng đem những nổi căm thù với Hạ Vân Sơn trong những năm tháng qua chút hết lên đầu Hạ Thiên. Lúc đầu nàng mắng Hạ Thiên rất đúng, nhưng sau đó hắn càng lúc càng cảm thấy vô tội, vì lãnh băng băng mắng những chuyện không liên quan gì đến mình. Lãnh băng băng mắng cực kỳ khoái trí, cuối cùng còn đuổi Hạ Thiên ra ngoài, cho Hạ Thiên trở thành kẻ lang thang. Hạ Thiên vì muốn có một bữa tối lãng mạn, hơn nữa còn nhân cơ hội mà biến cảnh sát tỷ tỷ làm vợ mình, vì vậy hắn từ chối lời mời dùng bữa với người đẹp Diệp Mộng Oánh nhưng hắn nào ngờ đến đây chẳng những không được dùng cơm, cảnh sát tỷ tỷ cũng không biến thành vợ, cuối cùng hắn còn phải lưu lạc đầu đường xó chợ, vì vậy mà cực kỳ buồn bực. Nhưng chuyện làm Hạ Thiên khó hiểu vẫn chưa chấm dứt, hắn rời khỏi khu dân cư cảnh huyền. Khi đi trên đường Thình Pen thấy một nhà hàng Tây, hắn muốn vào dùng cơm lấp đầy bụng đói nhưng lại bị ngăn cản. Xin lỗi thiên sinh, anh không thể vào được. Một người đẹp ở cửa nhà hàng ngăn cản Hạ Thiên. Sao vậy, hạ thiên rất khó hiểu tiên sinh chỗ chúng tôi có quy định người không ăn mặc ngay ngắn thì không được vào người đẹp giải thích hạ thiên cúi đầu nhìn mình hắn càng nhìn càng nghĩ không ra mình ăn mặc rất chỉnh tề mà tôi nào có ăn mặc không chỉnh tề hạ thiên nhìn người đẹp rồi dùng giọng bất mãn nói tiên sinh tiến vào nhà hàng tây của chúng tôi thì phải mặc tây phục không được mặc trang phục khác cũng không được gieo giày thể thao người đẹp tiếp tục giải thích hạ thiên trừng mắt nhìn người đẹp hắn rất muốn đánh nàng một trận phải mặc tây phục thì nói là mặc tây phục sao nói hắn ăn mặc không ngay ngắn lần trước tôi cũng đã đến nhà hàng tây một lần người ta vẫn cho vào hạ thiên bất mãn nói tiên sinh đây là nhà hàng tây xa hoa không giống như những nhà hàng tầm thường khác người đẹp vẫn kiên nhẫn giải thích audio điện tử võ tấn bền hạ thiên nhìn người đẹp với ánh mắt không cho là đúng Hắn cũng không thấy người đẹp này có cấp bậc gì cao. "Tiên sinh, nếu anh muốn dùng cơm thì phía trước có một nhà hàng Trung Quốc, thức ăn không tệ lắm, hơn nữa còn rất rẻ." Người đẹp nhắc nhở một câu rất hảo tâm. "Đến khi tôi có tiền sẽ mua chỗ này, sẽ không cho người mặc tây phục đi vào, cũng chỉ có những người ăn mặc như tôi mới được vào." Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói một câu. "Không biết loại nhà quê ở đâu ra mà ăn nói lớn lối như vậy." Sau lưng truyền đến một tiếng cười nhạo là giọng đàn ông à nếu anh ta có tiền để mua được nhà hàng này thì phải là tỷ phú một người phụ nữ nói ngay sau đó mọi người cười rộ lên một nam một nữ này cũng không lớn tiếng nhưng thính lực của hạ thiên rất tốt hắn nghe thấy rất rõ ràng tâm tình của hạ thiên vốn không tốt bây giờ lại bị hai người châm chọc tất nhiên lại càng cảm thấy bực bội hắn quay đầu nhìn cặp nam nữ nói ai là đồ nhà quê hai người mới là bánh bao Hạ Thiên chỉ tay vào người phụ nữ trẻ tuổi mặc trang phục dạ hội. Nhìn coi, không phải là một cái bánh bao sao? Hạ Thiên mắng người phụ nữ xong thì chỉ vào người đàn ông mặc tây phục. Đừng tưởng rằng mặc tây trang thì ngon, cũng chỉ là một cái bao, một bao cỏ. "Cậu cậu, cậu nói ai là bánh bao?" Người phụ nữ trẻ tuổi giận đến mức lắp bắp. "Đúng là không có mắt, tôi có mặt trái xoan nhé." "Cô mới không có mắt, đây mà là mặt trái xoan?" Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh bỉ. Nói cô mặt bánh bao vẫn còn tán dương, rõ ràng là mặt bí đỏ. Cậu, 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 nói bậy bạ. Người phụ nữ trẻ tuổi gần đây tự coi là mình rất đẹp, bây giờ bị người ta mắng là mặt bí đỏ, nàng thiếu chút nữa đã tức giận ói máu. Tiểu tử, cậu nói đủ rồi đấy nhé, ức hiếp phụ nữ thì có gì là tốt. Người đàn ông mặc tây trang chợt quát lên. Hạ thiên nghe thấy như vậy thì chuyển mục tiêu, hắn nhìn người đàn ông. Tôi mắng anh là bao cỏ cũng rất đúng, người phụ nữ của mình bị ức hiếp, anh ở bên cạnh lại đứng ngây người, chưa nói đến vấn đề gì khác, nếu tôi là anh thì đã sớm ra tay đánh người rồi." Hạ Thiên chỉ vào mình. "Này, đến đánh đi, không dám đánh thì đúng là bao cỏ." "Tốt, tiểu tử muốn ăn đòn, vậy thì anh thành toàn cho." Người đàn ông mặc tây phục thẹn quá hóa giận, hắn đấm thẳng vào mặt Hạ Thiên. Lúc này hắn bị người ta sỉ nhục là bao cỏ trước mặt nhiều người đúng là không thể không ra tay đánh người nhưng đáng tiếc là người đàn ông này không biết đánh đấm một đấm của hắn có vẻ không có lực tất nhiên dù có đánh nhau giỏi cũng chẳng làm được gì hạ thiên hạ thiên vung tay chụp lấy nắm đấm của đối phương hắn khẽ dùng sức người đàn ông mặc tây phục té ngả ngửa xuống đất trình độ đánh đấm quá kém vì vậy anh đúng là bao cỏ hạ thiên nói với vẻ mặt khinh thường này sao anh đánh người Người phụ nữ trẻ tuổi vội vàng đỡ người đàn ông đứng lên, nàng cũng đồng thời mở miệng chất vấn. Tôi không đánh người, tôi chỉ đánh bao cỏ. Hạ thiên bĩu môi. Đúng là quá chán, tôi đi đây, sau này nếu tiếp tục nói bậy sau lưng người khác thì sẽ bị vã gãy răng. Hạ thiên xoay người bỏ đi, ước hiếp một bao cỏ thì không có gì hay, trước tiên tìm một chỗ ăn cơm rồi nói sau. Tuy người đẹp đứng trước cửa nhà hàng Tây cấp bậc không cao nhưng lại không lừa Hạ Thiên, trước nhà hàng tây là một nhà hàng có tên là ngoại bà gia hương thái nhà hàng này làm ăn rất tốt tuy chiếm diện tích khá lớn nhưng bên trong đã đầy người ngồi hạ thiên nhìn lướt qua sau đó hắn tìm thấy một bàn trống vì vậy vội vàng tiến lên ngồi xuống nhưng lại có một sự việc khó hiểu xảy ra tiên sinh xấu hổ quá anh có thể đổi vị trí được không một nhân viên phục vụ nữ chạy ra nói sao phải đổi hạ thiên rất bức bối hắn chẳng qua chỉ muốn dùng một bữa cơm mà thôi đáng giá gây khó nhau vậy sao tiên sinh là thế này đây là bàn lớn anh chỉ đến một mình không cần ngồi bàn này nhân viên phục vụ nữ giải thích bên kia có sáu vị khách bọn họ ngồi bàn này rất phù hợp vậy còn bàn nhỏ nào không hạ thiên rất mất hứng hắn đã nhìn khắp nhà hàng đây là bàn trống duy nhất điều này tiên sinh anh có thể chờ một chút bên kia có hai vị khách đang sắp tính tiền nữ nhân viên phục vụ dùng giọng ngượng ngùng giải thích tôi tới trước sao lại phải đợi hạ thiên không vui vẻ gì hắn cũng rất khó hiểu đêm nay mình gặp vận rủi sao hắn chẳng qua chỉ muốn ăn một bữa đầu tiên là bị cảnh sát tỉ tỉ chửi mắng sau đó bị người đẹp ở nhà hàng tây cản ngoài cửa còn bị người ta mắng là đồ nhà quê lúc này hắn đến đây tưởng rằng có thể dùng cơm không ngờ người ta chẳng cho ngồi tiên sinh xin anh thông cảm cho Nữ nhân viên phục vụ có chút bất đắc dĩ, đúng là người này đến trước, tuy chỉ là một người nhưng nào có quy định cấm một người đến đây dùng cơm. Cô không phải vợ tôi, sao tôi phải thông cảm cho cô? Hạ Thiên tức giận nói. Mau đưa menu để tôi gọi món ăn, tôi đói bụng rồi. Một câu nói của Hạ Thiên làm nữ nhân viên phục vụ phải đỏ mặt, hốc mắt cũng đỏ lên, nàng thật sự không biết phải làm sao. Này, có đạo đức công cộng không vậy? Ở bên cạnh vang lên một âm thanh một người mà ngồi bàn lớn, đúng là mất đạo đức. Mở miệng là một cô gái khoảng 20, bộ dạng không tệ, ăn mặc rất xinh xắn. Bên cạnh cô gái còn có hai cô gái khác, mà sau lưng các nàng lại là ba tên thanh niên. Liên quan gì đến cô, bàn này cũng không phải của nhà cô." Hạ Thiên tức giận nói. "Sao anh không biết nói lý lẽ như vậy?" Cô gái rất tức giận. "Một mình anh mà ngồi bàn lớn như vậy sao? Đây là lãng phí tư nguyên của nhà hàng." anh có biết không đây là nhà hàng của cô sao nhà hàng còn chưa nóng vội cô nôn nóng làm gì tâm tình hạ thiên không tốt tất nhiên giọng nói cũng không tốt anh anh đúng là càn quấy cô gái rất tức giận nàng kéo hai cô gái tiến lên bàn này cũng không phải của nhà anh anh có thể ngồi thì chúng tôi cũng có thể ngồi cô gái kéo hai bạn nữ ngồi xuống bàn sau đó nàng gọi ba tên thanh niên lương nghị mọi người cũng ngồi xuống đi cùng lắm thì mọi người cùng ăn một bàn. Cô cố ý gây khó dễ với tôi phải không? Hạ Thiên rất căm tức, cô gái này muốn ăn đòn sao? Đúng thì thế nào? Cô gái cũng không vui vẻ gì. Làm gì nhau, anh muốn đánh nhau sao? Muốn đánh nhau thì tốt, ba chúng tôi cũng xin góp tí sức. Ba tên thanh niên cuối cùng cũng nói chuyện, hơn nữa còn cùng nhau đứng lên, rõ ràng cố ý gây áp lực cho Hạ Thiên. Tiên sinh, tiên sinh, bên kia có bản trống khi thấy xung đột sắp bộc phát thì nữ nhân viên phục vụ vội vàng chạy đến. Xấu hổ quá, phiền anh sang bên kia là được. Được. Hạ Thiên nở nụ cười sáng lạn. Đánh nhau với các người chỉ mất thân phận của tôi. Hạ Thiên ấn xuống bàn rồi đứng lên, hắn đi theo nữ nhân viên phục vụ đến một chiếc bàn dành cho hai người, sau đó gọi vài món chờ nhân viên đưa lên. Cô gái kia đuổi Hạ Thiên đi thành công, nàng gọi nhân viên đến, nhanh chóng gọi bảy tám món, cuối cùng còn nói với một câu nhanh lên nhé tuy hôm nay khách đến quán khá đông nhưng rõ ràng đầu bếp lại không chậm tốc độ đưa món ăn lên rất nhanh chỉ một lúc sau thì bàn hạ thiên đã xếp đầy món mà bàn phía bên kia cũng có bốn món được đưa lên một nhân viên đang tiếp tục đưa đến một món lẩu dầm nồi lẩu vừa đặt lên thì chiếc bàn sụp xuống nước lẩu văng tung tóe á à, nóng quá ba nam ba nữ trên bàn chợt hét lên sợ hãi rồi chạy giạt sang bên cạnh nhóm người không cẩn thận đụng vào những người khác, khoảnh khắc này tình cảnh chợt rối như canh hẹ. Hạ Thiên thấy tình cảnh như vậy thì nở nụ cười sáng lạn, sau đó hắn bắt đầu thưởng thức bữa tối. Chương 137, Biêu ca. Khi Hạ Thiên ra khỏi nhà hàng thì tâm tình đã tốt lên. Nhưng bây giờ hắn lại có chút khó khăn, lát nữa mình sẽ phải đi đâu. Theo lý thì hắn phải về chỗ Kiều Tiểu Kiều, nhưng trước đó hắn đã nói tối nay sẽ không về, sẽ qua đêm ở nhà cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ lại chạy về sao? Quá mất mặt. Còn Diệp Mộng Oánh, đáng lý ra Hạ Thiên đã có hẹn dùng cơm với nàng, nhưng kết quả là hắn không đến, bây giờ tất nhiên càng không thể đến. Còn đi tìm Liễu Vân Mạn thì sao? Hay là tìm Hinh Hinh? Hạ Thiên nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định không đi tìm các nàng, hắn vừa mới bị cảnh sát tỉ tỉ mắng cho một trận, bây giờ tìm các nàng, chẳng phải tìm nơi an ủi sao? Hạ Thiên nhớ đại sư phụ có nói, một người đàn ông không thể vì vấp phải trắc trở ở một người phụ nữ này mà đi tìm vui ở một người phụ nữ khác mà phải nghênh đón khó khăn tìm hướng giải quyết vì vậy hạ thiên quyết định tiếp tục đạp đổ thành lũy của cảnh sát tỷ tỷ mà đêm nay tâm tình của cảnh sát tỷ tỷ không tốt có ý kiến rất lớn với hắn nếu bây giờ hắn tiếp tục đến thì cảnh sát tỷ tỷ sẽ càng mất hứng thôi thì để sau này rồi nói hạ thiên cảm thấy rất nhàm chán mà nguyên tắc của hắn thì không được tìm phụ nữ vào lúc này nếu như vậy thì chỉ biết tìm đàn ông mà thôi hắn nghĩ tới nghĩ lui trong đám đàn ông quen biết thì hình như chỉ có tên mập vương kiệt mà thôi vì vậy hắn quyết định điện thoại cho tên mập tên mập bây giờ căn bản đăng ký thường trú ở quán karaoke thịnh thế nơi đó vốn là đại bản doanh của đinh báo bây giờ là đại bản doanh của tên mập nơi đó vừa có ăn vừa có gái tất nhiên tên mập sẽ không bỏ đi đinh báo cũng coi tên mập là đại ca ai bảo trên tên mập có một thiên ca lần trước thiên ca chỉ lộ mặt đã làm cho đại bàn của đinh báo mở rộng gấp đôi, mà tên đầu bóng muốn nuốt quán karaoke thịnh thế lại chủ động dâng quán ba cho đinh báo, sau đó còn trở thành thủ hạ của đinh báo. Vì vậy lúc này hạ thiên đến quán karaoke thịnh thế được đinh báo coi là chuyện lớn, hắn chuẩn bị phòng tốt nhất, chọn những cô nàng xinh xắn nhất. Sau đó hắn và Hắc Tam tự mình đến phòng hầu hạ đại ca. Lúc này Hạ Thiên chừng mắt nhìn cô gái khá đẹp ở bên cạnh tên mập, một lúc lâu sau hắn mới nói sao nhìn quen mắt như vậy? Đại ca, anh quên rồi à? Đây là lôi tiếu nguyệt, là cô nàng chúng ta gặp mặt khi đến nơi này lần đầu tiên. Tên mập vội vàng nói. Hạ thiên nghĩ lại, đây là đối tượng mà trước đó hắn phải tặng hoa, hèn gì thấy quen quen. Không phải cô ấy đã có bạn trai rồi sao? Hạ thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tên mập. Đại ca, anh không biết đấy thôi, tiểu tử triệu tranh kia cướp bạn gái của Lô Cương, mà em thì ghét nhất hành vi này, vì vậy em mới học tập theo phương pháp của cô Tô Mộ Dung. Cô Tô Mộ Dung là thằng nào? Hạ Thiên cũng không rõ ràng những vấn đề này. Đại ca, phương pháp của cô Tô Mộ Dung rất đáng học, chịu tranh cướp bạn gái của người ta, bây giờ em cướp lại. Tên mập vỗ mông của lôi tiếu nguyệt. Tiểu nguyệt, em còn xứng sở ra đó làm gì? Còn không mau chào đại ca. Chào đại ca. Lôi tiếu nguyệt chào một tiếng khá trầm thấp, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. À, thì ra là như vậy. Hạ Thiên chợt hiểu ra, tên mập này vì bị người khác cướp mất người yêu nên bây giờ rất tức tối, hiện nay rất thích chơi trò cướp bạn gái của người khác. Thiên ca, anh muốn chơi trò gì? Có muốn em gọi hai em đến giúp anh ca hát không? Đinh báo cung kính nói. Không cần, anh không thích hát. Hạ Thiên lắc đầu nói. Điều này, đại ca, vậy bây giờ anh thích làm gì? Tên mập không khỏi hỏi, đây là quán karaoke, nếu không hát thì cũng chẳng biết làm gì. Hạ Thiên có chút buồn bực, lúc này hắn thật sự không biết nên làm gì. Này, bình thường các chú thích làm gì? Hạ Thiên liếc mắt nhìn mọi người. Uống rượu, đánh nhau, chơi gái. Hắc Tam trả lời đầu tiên. Đánh bài, uống rượu, chơi gái. Đây là câu trả lời của Đinh Báo. À, đại ca, trước kia em thích lên mạng, bây giờ mỗi ngày đều ở đây uống rượu hát hò. Câu trả lời của tên mập có chút khác biệt. Còn em? Hạ Thiên nhìn Lôi Tiếu Nguyệt. Lôi Tiếu Nguyệt chợt ngẩn ngơ, nàng giống như cũng không ngờ Hạ Thiên sẽ hỏi mình. Đại ca hỏi em, trả lời đi. Tên mập có chút mất vui. À, em thích dạo phố, đôi khi lên mạng đọc tiểu thuyết. Lôi Tiếu Nguyệt khẽ nói. Hạ Thiên có chút thất vọng, hình như những trò kia cũng không mấy thú vị. Bình thường em thích làm gì? Hạ Thiên cuối cùng chuyển lời về phía công chúa phục vụ phòng. Tiểu thư phục vụ phòng nhìn qua chỉ có vẻ 17, 18 tuổi, trên người có một hương vị thanh thuần, có thể nói là khó kiếm ở những nơi thế này, mà gương mặt cũng tương đối xinh đẹp. Ít nhất cô gái này cũng có phần hơn Lôi Tiếu Nguyệt, dù sao nàng cũng là công chúa trong nhóm phục vụ nữ của quán karaoke thịnh thế, phẩm chất tương đối cao. Tôi em đi làm, ban ngày đi ngủ, không có thời gian chơi đùa. Công chúa phụ vụ phòng cắn môi dùng giọng e lệ nói. Hạ thiên có chút buồn bực, sau đó hắn phất tay. Thôi được, các chú cứ tùy tiện chơi bời, anh ở đây xem các chú chơi là được. Đinh báo nhìn hắc tam, tên mập cũng không biết nên khóc hay cười. Đại ca này đúng là làm người ta không biết nói gì, bọn họ đến đây vui đùa với đại ca, không ngờ đại ca chẳng muốn làm gì chỉ muốn nhìn bọn họ chơi đùa, như vậy bọn họ chơi thế nào đây? Đúng lúc này có người đẩy cửa phòng, giọng nói hoảng loạn. Báo ca, không tốt, Biêu ca lại đến, hắn muốn tiểu linh. Khi nghe thấy như vậy thì vẻ mặt công chúa phục vụ trợt trắng bệch, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn đinh báo, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Thiên ca, anh cứ chậm rãi ngồi chơi, em đi xử lý vài việc. Vẻ mặt đinh báo cũng trở nên âm trầm. Tiểu linh, em đợi ở đây, chiều đãi thiên ca cho tốt là được. Vâng, tứ thúc. Cô gái công chúa phục vụ xinh xắn khẽ gật đầu, nàng cũng không còn sợ hãi như vừa rồi. Có người đến gây rối sao? Hạ thiên dùng giọng có chút hưng phấn hỏi, hắn đang lúc nhàm chán. Thiên ca, cũng không phải đến gây rối, nhưng cũng có chút phiền toái. Lời nói của Đinh Báo khá mập mờ. A à, Báo, đại ca đã hỏi thì cứ nói cho rõ ràng. Tên mập có chút mất hứng. Phiền toái gì, có đại ca ở đây thì làm gì có phiền toái? Vâng, kiệt ca. Đinh Báo vội nói, trong lòng có chút vui vẻ, hắn định đánh cho đối phương một trận, sau đó để thiên ca ra mặt giúp mình lấy lại danh dự, nhưng bây giờ xem ra cũng không cần đánh. Biêu ca tên đầy đủ là sở biêu, cũng là dân đàn anh, nhưng nói về thế lực thì mạnh hơn đinh báo cả trăm lần. Đinh báo nói cho cùng cũng chỉ là một tên lưu manh, mấy ngày trước vừa có được một con phố, nếu đưa mắt khắp thành phố Giang Hải thì con đường này chẳng đáng nhắc đến. Nhưng sở biêu lại khác, địa bàn của hắn rất rộng, hầu như ở quận Đông có ba phần là địa bàn của hắn. Nếu nói một cách nghiêm khắc thì con đường này cũng là địa bàn của Đinh Báo, mỗi năm hắn đều phải đóng phí, nhìn thấy sở Biêu cũng phải cung kính gọi một câu Biêu ca. Đáng lý ra giữa Đinh Báo và sở Biêu là không có vấn đề gì, thậm chí có thể nói sở Biêu không thèm quan tâm đến một Đinh Báo còn con. Nhưng ai ngày trước Đinh Báo đột nhiên kéo theo vài đàn em đến đây ca hát, sau đó còn nhìn chúng tiểu linh, muốn đưa nàng đến khách sạn nếu chỉ là một công chúa phục vụ bình thường thì chỉ sợ là đinh báo sẽ không đắc tội sở bưu nhưng tiểu linh lại có quan hệ đặc biệt với đinh báo tiểu linh tên đầy đủ là đinh linh đây là một cô gái cùng thôn với đinh báo nếu xét theo vai vế thì phải gọi đinh báo là tứ thúc đinh báo đứng hàng thứ tư người trong thôn cũng gọi hắn là tiểu tứ đinh linh năm nay mới tốt nghiệp trung học nàng đến đây tìm chỗ nương tựa vào tứ thúc năm nay đinh linh lên thi đại học trong nhà lại xảy ra chuyện cha bệnh nặng mẹ lại không có tiền, bây giờ trong nhà không có tiền chữa bệnh cho cha, tất nhiên cũng không có khả năng lo cho nàng học hành. Vì trong thôn đồn rằng Đinh Báo ra ngoài mở công ty, buôn bán lời nhiều tiền, vì vậy Đinh Linh mới đến làm công cho Đinh Báo, kiếm tiền chữa bệnh cho cha, cũng kiếm tiền để học đại học. Đinh Báo dù là côn đồ nhưng thanh danh đối với người cùng thôn lại rất tốt, nhưng thực tế hắn cũng không phải mở công ty, hắn chỉ mở một quán karaoke mà thôi. Khi không còn biện pháp nào khác thì hắn phải để Đinh Linh làm công chúa phục vụ trong quán, dù ngẫu nhiên gặp khách không biết nói lý lẽ thì không sao, nhưng hắn không ngờ Sở Bưu lại vừa ý Đinh Linh. Lúc đó Đinh báo bảo vệ Đinh Linh, hắn tưởng rằng Sở Bưu đã quên, nhưng nào ngờ đối phương không quên, bây giờ còn quay lại điểm danh Đinh Linh. Đinh báo biết rõ, đời Đinh Linh đến đây sợ rằng sẽ bị hủy, hắn nghe nói Sở Bưu rất biến thái, thích ngược đãi phụ nữ. Ừm. Uhm. Đinh Báo đang nói thì cửa phòng bị người ta đã văng, có vài tên tiến vào. Tên đi đầu nhìn thấy Đinh Linh thì nói với hai tên sau lưng. Đưa nàng đi cho tao. Vâng, Biêu ca. Hai người kia đồng thời lên tiếng, sau đó đi về phía Đinh Linh. Thằng này là sở Biêu sao? Hạ Thiên chỉ vào tên cầm đầu, hắn có chút khó tin. Đúng vậy, Thiên ca. Đinh Báo gật đầu. Này, cha mày có phải có thù với mày không? sao lại cho mày cái tên như vậy? Hạ Thiên nhìn Sở Biu, bộ dạng như thế này mà gọi là Sở Biu, tao thấy mày gió thổi còn ngã, thôi thì gọi bằng Sở Phiêu đi, thế nào? Bầu không khí trong phòng chợt yên tĩnh đến mức đáng sợ. Hai tên đàn ông đang đi về phía Đinh Linh chợt khựng lại, dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, còn Sở Biu thì ánh mắt trở nên cực kỳ hung hãn. ngàn vạn lần không nên diễu cờ tướng mạo của Sở Biu. Mỗi người khi đối mặt với Sở Biu đều tự nói với mình như vậy. Có một tin đồn, năm xưa người phụ nữ mà sở biêu thích nhất và sủng ái nhất, cô gái này hay chọc ghẹo tướng mạo của hắn, nhưng sau đó nàng biến mất. Còn có một tin đồn khác, năm xưa tiểu đệ mà sở biêu tín nhiệm nhất dám lén mở miệng bàn tán tướng mạo của hắn, điều này rơi vào trong tay hắn, sau đó người này cũng biến mất. Mà nghe nói trước khi bọn họ biến mất đều bị dày vò rất thảm thiết, nghe nói người phụ nữ kia liên tục tiếp nhận hơn 100 tên đàn ông hành lạc. Mà tên tiểu đệ thì cũng tiếp hơn 100 tên đàn ông, có đồng tính luyến ái, có người thường, có gậy gộc thay thế. chương 138, hai con hổ. Sở biêu tiến lên một bước, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiểu tử, tao quyết định đêm nay chơi mày. Hạ thiên cười hì hì. Đúng là trùng hợp, bây giờ tao đang buồn chán, cũng quyết định chơi với mày. Tiểu tử, nói tên ra đi, biêu ra chưa từng đánh hạng vô danh. Sở biêu lạnh lùng nói. Hạ thiên cười hì hì, Tao là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong thiên hạ đệ nhất. Tên tao rất xứng, vì một năm có bốn mùa, mà tao thì lúc nào cũng đệ nhất thiên hạ. Ngược lại tên của mày không xứng cho lắm, mày nói xem, bộ dạng của mày có xứng với cái tên không? Nếu chỉ xét về gương mặt thì sở bưu không quá xấu, ngũ quan rất đoan chính, nhưng thân thể hắn lại quá thon thả, gầy như cây gậy mà còn thon thả. Nhưng vấn đề là hắn không phải là cây gậy, vì cây gậy thường cao, hắn quá lùn, vừa gầy vừa lùn như một đứa bé nhưng lại được người ta gọi là biu ca đúng là quỷ dị mày là thằng đầu tiên dám nói về tướng mạo trước mặt tao ánh mắt sở biu ngày càng tàn độc nụ cười trên mặt rất sáng hạ thiên sao đáng tiếc là tao nói cho mày biết mày không sống qua mùa hè năm nay những lời nói ngu ngốc thì tao chưa bao giờ coi là thật hạ thiên nở nụ cười sáng lạn kéo thằng này ra ngoài tao muốn chơi đùa với nó vui vẻ một chút sở biêu cuối cùng cũng không nhịn được, hắn nói với hai tên thủ hạ một câu, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Nhưng vừa mới đi ra thì sở biêu đã nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết, sau đó hai người từ trên trời bổ nhào xuống người hắn. Sao mày ngu vậy? Hạ thiên chợt xuất hiện trước mặt biêu ca rất quỷ dị, hắn thở dài. Xoa mày có thể đi nhanh như vậy được, tao còn chưa đùa xong. Tiểu tử, thì ra cũng có chút bản lĩnh. Trong mắt sở biêu lóe lên cái nhìn kinh ngạc, ngay sau đó hắn lại hưng phấn. Rất tốt, Bill ra thích những món có bản lĩnh. Hạ thiên ngáp một cái. Bớt nói mồm đi, vào đây, tao buồn chết rồi đây này. Trong mắt sở Bill lóe lên cái nhìn tàn khốc, hắn đột nhiên đánh về phía hạ thiên. Hắn khá gầy nên cực kỳ linh hoạt, khoảnh khắc sau đã phát động thế tấn công như vũ bão. Sở Bill đấm, đá, động tác tấn công liên tục, tốc độ rất nhanh nhưng cũng không khựng lại, hắn giống như muốn dùng thế tiến công như vũ bão để trực tiếp đánh ngã hạ thiên hạ thiên không muốn phản kích hắn vừa nhàn nhã đi dạo vừa tùy tí di động hắn vừa đi vừa lắc đầu một đấm này không được tốc độ quá chậm mà góc độ của cú đá này lại quá kém cấp bậc quá thấp vài phút sau sở bưu ngừng tấn công hắn thở phì phò vẻ mặt có chút tái nhợt ánh mắt lại vẫn ngoan độc hắn nhìn hạ thiên rồi hỏi con bà mày chỉ biết trốn thôi sao được rồi muốn tao ra tay thì sẽ được như ý nguyện. Hạ thiên đột nhiên đấm ra một quyền, sở biêu lập tức né tránh. Đáng tiếc là đã muộn, một đấm của hạ thiên trúng ngực sở biêu, lúc này sở biêu cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, ngọt, máu tươi tuôn ra. Phụt, sở biêu phun ra một ngụm máu rồi ngã ngửa xuống đất. mày sở biêu muốn đứng lên nhưng cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, không còn chút lực lượng nào để chống đỡ. Biêu ca, một đám người phóng đến, Sở Bưu ra khỏi cửa tất nhiên không thể mang theo có hai đàn em, mà khi thấy Sở Bưu bị đánh thì đám đàn em bên ngoài lập tức phóng đến. Đinh Báo nhìn đám người kia mà trên mặt có chút đồng tình, hắn biết rõ kết cục của đám tiểu đệ sẽ giống như Sở Bưu. Quả nhiên những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, đám người liên tiếp rơi dụng, chỉ sau khoảnh khắc đám thuộc hạ của Sở Bưu đã nằm lăn ra đất rên gì. Đúng là mất vui. Hạ Thiên lắc đầu, hắn có chút thất vọng, hắn ngồi xổm xuống nhìn Sở Bưu. Này, mày cũng quá yếu, tao muốn đùa lâu lâu một chút, mày nói xem phải làm sao bây giờ. Mày muốn thế nào? Sở Bill lúc này miếm cưỡng khởi động được nửa thân thể, hắn cắn răng nói. Lúc này hắn đã hiểu vì sao đối phương không sợ mình. Mày đánh tao tổng cộng là 87 đấm và 14 đá, mà vừa rồi tao chỉ mới đánh một đấm, nói cách khác mày còn thiếu tao 86 đấm và 14 đá. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói vẻ mặt sở biêu trượt biến đổi. Mày, sao mày biết rõ như vậy? Mày hỏi tao biết rõ làm gì? Hạ thiên bĩu môi. Với thân thể của mày, tao chỉ cần một đấm đã có thể đánh mày chết. Nhưng vợ nói tao không nên giết người, vì vậy tao đã nghĩ lại, không nên đánh mày chết, đổi biện pháp khác. Đã là đàn ông phải dứt khoát, dù giết chết thì Bill ra cũng không, á. Sở Bill còn chưa nói dứt lời thì đã thét lên kinh thiên động đại. Mày, mày bẻ gãy ngón tay tao. Không có gì đâu, chỉ là một ngón chật khớp mà thôi, vẫn còn chữa được. Hạ thiên ra vẻ an ủi. Mày đánh không tốt, vì vậy tao cũng không muốn đánh nữa. Tổng công có 86 đấm và 16 đá là 100, tao quyết định vặn chật khớp mày 100 lần. À, đừng sợ đau, tao có thể chắc chắn mày không chết, chỉ hơi đau mà thôi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đám tiểu đệ của sở biêu lúc này giống như đã quên đau đớn, mà đám người đinh báo và Hắc Tam cũng cảm thấy trong lòng ớn lạnh, vặn chật khớp xương của một người 100 lần sau. Điều này, phải là người hung ác thế nào mới làm như vậy? Sở biêu vã mồ hôi lạnh, hắn đã từng dùng nhiều thủ đoạn tàn nhẫn để đối phó với kẻ địch, nhưng thủ đoạn giống như Hạ Thiên là chưa từng áp dụng, trước kia cũng chưa nghe thấy ai nói như vậy. Sở biêu bị chật một khớp xương tay đã cảm thấy đau khổ thấu trời, nếu bị chật 100 khớp xương, sự đau đớn đó là thế nào thì hắn cũng hiểu còn 99 cái, à, tao có thể làm chậm một chút, coi như 3 phút một cái là 1 giờ 20, như vậy cũng đủ chơi cả buổi tối. Hạ thiên lầm bầm, vẻ mặt khá vui mừng. Đêm nay đã không còn nhàm chán. Mọi người nghe thấy thế mà lòng bàn chân cũng vã mồ hôi lạnh, đại ca này làm gì vậy? Những chuyện kinh khủng như vậy mà cũng coi là vui đùa được sao? Đúng là quá biến thái. Này người anh em, cũng không nên tuyệt tình như vậy vẻ mặt sở biêu càng trở nên trắng bệch, hắn có thói quen tra tấn người khác nhưng cũng không quen bị người tra tấn. Hắn có thể khẳng định chính mình không chịu được những đòn tra tấn hay áp dụng, vì vậy mà không khỏi nhìn về phía đinh báo, vẻ mặt có chút cầu khẩn. Tuy hắn không biết đinh báo có quan hệ gì với tên biến thái hạ thiên này, nhưng hắn có thể xác định hai bên có quen biết. Đinh báo lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt cầu xin của sở biêu, trong lòng chợt vui sướng, sở biêu cũng có lúc cầu xin sao. Ngoài vui sướng thì Đinh Báo cũng nghĩ rõ, Sở Bưu dù sao cũng là đại ca một phương, hắn dù sao cũng không thể quá đắc tội, dù sao Thiên ca cũng không phải lúc nào cũng có mặt ở đây. Đinh Báo nghĩ vậy thì đi về phía Hạ Thiên, hắn dùng giọng cung kính bắt chuyện. "Thiên ca, Bưu ca cũng không có thù hận gì quá sâu với chúng ta, thôi thì anh tha siết hắn lần này được không?" "Đúng là anh và hắn không có thù oán gì." Hạ Thiên khẽ gật đầu, mà Sở Bưu nghe được lời này thì trong lòng chợt vui vẻ nhưng sau đó Hạ Thiên lại nói. Nhưng bây giờ anh đang rất buồn chán, anh tha cho hắn thì biết làm gì bây giờ. Này người anh em, nếu nhàm chán thì tôi bao cậu được vui vẻ. Sở Biêu nhịn không được phải nói. Ai là anh em với mày? Hạ Thiên chừng mắt nhìn Sở Biêu. À, Thiên ca, em có thể sắp xếp vài trò giải trí, em chỉ cần một cuộc điện thoại cũng có thể tìm gái tốt cho anh. Sở Biêu liên tục cầu xin. Hạ Thiên chừng mắt nhìn Sở Biêu. Chẳng lẽ tao không tìm được gái sao? Còn phải nhờ mày tìm à? Sở Bưu thiếu chút nữa thì nghẹn chết, trong lòng có chút tức giận, tiểu tử này muốn tuyệt tình vậy sao? Gần đây tao rất giữ lời, đã nói muốn chơi mày là phải chơi mày. Hạ Thiên mở miệng, nhưng xem ra đinh báo khá nể mặt mày, vì vậy anh đổi phương pháp. Sở Bưu nghe câu đầu mà trong lòng chết lặng, thầm nghĩ mình xong đời, hy vọng có thể vượt qua lần này và quay lại báo thù nhưng khi hắn nghe thấy câu sau thì lập tức cảm thấy tương lại vẫn còn tốt đẹp, trong lúc vui mừng hắn liên tục nói. Cảm ơn thiên ca, cảm ơn thiên ca, anh muốn chơi đùa thế nào thì cứ nói. Này, đây là quán karaoke, chú vào hát cho anh nghe đi. Hạ thiên cười hì hì nói. Sở Bưu lập tức choáng váng, hát sao? Không biết thiên ca muốn em hát cái gì? Sở Bưu cố gắng nặn ra nụ cười, nhưng nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc. Tên chú là Biu gì nhỉ, à ba con hổ, chú đã có duyên với hổ thì hát bài hai con hổ. Hạ Thiên nghiêm trang nói, sở Biu lại choáng váng, hai con hổ sao. Vẻ mặt Đinh Báo bây giờ rất cổ quái, hắn rất muốn cười, nhưng sợ đắc tội với sở Biu nên không dám. Tên Mập Vương Kiệt thì rất bội phục Hạ Thiên, đúng là đại ca châu bò, bắt sở Biu hát bài hai con hổ, sáng kiến tuyệt vời. Hạ Thiên thấy sở Biu không nói lời nào thì có chút bất mãn. Sao chú không hát à? Chẳng lẽ chú lại nói mình không biết hát bài đơn giản như vậy chứ? Hạ Thiên không biết hát nhiều bài, Hai con hổ là một bài trong số đó, hắn nhớ khi mình còn nhỏ thì thần tiên tỷ tỷ hay hát du bài này. Thiên ca, em sẽ hát. Sở Bưu rất buồn bực, hắn nhìn bốn phía rồi quát lớn. Hai con hổ, hai con hổ, chạy nhanh, chạy nhanh. Không thể không nói bộ dạng của Sở Bưu bây giờ rất buồn cười mà giọng ca khàn khàn và run rẩy của hắn cũng làm cho đám tiểu đệ vất vả lắm mới nhịn được cười, một đám người dứt khoát che miệng, sợ rằng không nhịn được sẽ bật cười. chương 139, phụ nữ không phải dùng để đùa. Hát giờ quá, im đi. Đinh báo nghe được âm thanh này mà chợt sướng sờ, có ai dám hét lên với sở biêu như vậy. Ngoài thiên ca thì còn ai? Đinh báo nhìn lại, hắn thấy một thiếu nữ 17-18 tuổi, mái tóc màu vàng, trên người là một chiếc áo da màu đen khá ngắn, bên dưới là quần da rất ngắn, tất chân màu đen, giày cao gót, chân dài eo thon, da trắng mông tròn, cực kỳ quyến rũ và gợi cảm, chỗ thiếu hụt duy nhất chính là bộ ngực hơi nhỏ. Đại tiểu thư, sở biêu thấy thiếu nữ thì vẻ mặt trở nên cực kỳ uất ức, hắn vùng đứng lên hành lễ với cô gái. Mà đám tiểu đệ của sở biêu cũng tranh thủ thời gian nhịn đau bò lên, cảm đám khom lưng hành lễ. Đại tiểu thư, hạ thiên cũng đi về phía cô gái hắn nhìn chằm chằm vào mái tóc của nàng rồi hỏi bằng giọng hiếu kỳ sao em lại nhuộm tóc màu vàng nghe hạ thiên nói như thế thì không chỉ là đinh báo ngay cả sở biêu cũng sướng sốt tên biến thái kia biết đại tiểu thư sao không xong tên biến thái này rất lợi hại đại tiểu thư cũng đánh nhau rất giỏi hai người này không có gian tình gì chứ nếu thật sự là như vậy thì hắn sẽ phải chết cô gái này quả thật đã từng gặp mặt hạ thiên nhưng cũng chưa nói đến vấn đề quen biết, vì Hạ Thiên còn chưa biết tên nàng, hơn nữa ngày đó làm móp chiếc Ferrari, còn đánh nhau với nàng một trận. Hạ Thiên có ấn tượng rất sâu về cô gái này, vì nàng tuyên bố sẽ thiến hắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người nói như vậy mới mình, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp, tất nhiên hắn phải nhớ rất rõ. Khi Hạ Thiên nhìn thấy cô gái này thì hắn không khỏi liên hệ cách ăn mặc của nàng với chị Isabella. Dáng người hoàn mỹ và sự phong tình nóng bỏng của Isabella trên giường làm Hạ Thiên hoài niệm. Đáng tiếc là lúc này hắn không thể gặp lại nàng. "Bà thích thế, mày quan tâm làm gì?" Cô gái dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, tên khốn này dám làm móp chiếc Ferrari của nàng, tất nhiên nàng phải nhớ rõ mặt hắn, vừa liếc mắt đã nhận ra ngay. "Sao em không nhuộm tóc trắng?" Hạ Thiên lại hỏi, "Vì sao bà phải nhuộm trắng?" Cô gái nhìn Hạ Thiên hắn đang tính toán tỷ lệ thành công khi thiến tên khốn này nhưng nàng phát hiện ra tỷ lệ là quá thấp nàng không phải là đối thủ của hắn hạ thiên nhìn chằm chằm vào cô gái nhuộm tóc trắng đi như vậy em sẽ là ma nữ tóc trắng bà không thích làm ma nữ tóc trắng cô gái hung hăng nhìn hạ thiên không nhiều lời với mày mày đập hư xe của bà bà không so đo với mày mà thằng này là của bà bà phải mang nó đi không có vấn đề gì chứ Sở Bưu nhìn về phía Hạ Thiên, tên biến thái này dám đập xe của đại tiểu thư nhưng vẫn còn sống, đúng là kỳ tích. Hạ Thiên nhìn Sở Bưu, hắn lắc đầu. Có vấn đề. Bà thấy không có vấn đề gì, mày có gì? Cô gái nghiến răng nghiến lợi nói. Nó là món đồ chơi của anh tối nay, em mang hắn đi thì anh chơi cái gì? Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nó là một thằng đàn ông có gì mà vui với trả đùa. Mày không biết đi chơi gái sao? Cô gái tức giận nói: "Thần tiên tỷ tỷ nói, gái không phải dùng để chơi, vì vậy không chơi với phụ nữ." Hạ Thiên vẫn ra vẻ nghiêm trang. "Mày không chơi với phụ nữ sao? Bà cùng mày chơi xe, thế nào?" Cặp mắt xinh đẹp của cô gái muốn phóng lửa, vài tên phía sau nàng đã không nhịn được, nhưng đại tiểu thư chưa lên tiếng, vì vậy bọn họ cũng không dám hành động tùy tiện. Hạ Thiên lúc này lại rất hứng thú. "Chơi xe rất tốt, anh thích chơi xe." Bây giờ tao đã mang nó đi được chưa? Giọng nói của cô gái cuối cùng cũng hòa hoãn trở lại. Hạ Thiên lại lắc đầu. Không được. Mày, mày là thằng khốn kiếp, tưởng bà đây không chơi mày được sao? Cô gái thiếu chút nữa đã giận điên lên. Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn cô gái. Anh chơi với em làm gì, anh đã nói không thích chơi phụ nữ. Mày, vậy sao còn chưa được? Cô gái chỉ thiếu điều giống lên. Hạ Thiên ra vẻ vô tội em muốn chơi xe, nhưng chơi thế nào? Vì vậy em không được dắt nó đi, để nó tự đi. Mày! Cô gái cuối cùng cũng hiểu ý của Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn tức giận, nàng vung tay nói. Chúng mày về trước, không cần mất mặt ở đây. Vâng, đại tiểu thư. Mọi người cùng lên tiếng, sau đó vội vàng bỏ đi, bọn họ cũng không muốn làm đại tiểu thư tức giận. Sở Biêu và đám thủ hạ nhanh chóng biến mất, mà vài tên đi theo cô gái cũng bị đuổi đi, sau đó nàng phất tay với Hạ Thiên. Đi thôi, bà cùng chơi xe với mày. Tên mập, anh đi đây, các chú ở lại chậm rãi chơi bời. Hạ Thiên bắt chuyện một câu với tên mập, sau đó hắn theo cô gái rời khỏi quán karaoke. Thiên ca đúng là lợi hại. Đinh Linh nhìn bóng lưng của Hạ Thiên với vẻ mặt sùng bái. Đinh Báo nhìn Đinh Linh thanh thuần xinh đẹp mà trong lòng không khỏi bùng lên một ý nghĩ, nhà đầu này nếu tiếp tục ở lại quán karaoke thì sẽ gặp phải chuyện không may xinh đẹp không phải là cái tội, xinh đẹp mà không bảo vệ được mình mới là tội, nhưng chính Đinh Báo lại không bảo vệ được Đinh Linh, hơn nữa quán karaoke này rất hỗn tạp, để lại đây là sai 10 phần. Đinh Báo thấy nhà đầu kia gọi hắn là tứ thúc rất khung kính, thôi thì vạch ra cho nàng một con đường sáng. Hạ Thiên vừa mới lên xe, hắn còn chưa kịp ngồi vững thì chiếc Ferrari đã phóng đi như bay. Cô gái này tương đối mạnh mẽ, ngay giữa khu trung tâm thành phố mà cũng dám đua tốc độ, mà càng hung hãn chính là nàng đánh võng trong dòng xe cộ dày đặc mà không gặp tai nạn hạ thiên ngồi trên xe mà có chút hưng phấn hắn đã sớm không còn là đồ nhà quê mới ngồi xe lần đầu nhưng chạy nhanh như vậy là lần đầu tiên được nếm trải đặc biệt là ngồi trên một chiếc xe thể thao chạy qua chạy lại lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác kích thích trách không được tam sư phụ nói đua xe rất sướng tam sư phụ còn nói kỹ thuật đua xe của mình là đệ nhất thiên hạ Tất nhiên đây cũng chỉ có thể tính là sư phụ khoác lác trước mặt Hạ Thiên, vì tất cả mọi thứ đều được Hạ Thiên học xong, hơn nữa còn lợi hại hơn cả sư phụ, nhưng chỉ có kỹ thuật lái xe là cùi nhất, vì trên núi không xe không đường, Hạ Thiên không được học. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lại rất muốn học lái xe, vài ngày trước hắn đã định cùng Liễu Mộng đi mua xe, đáng tiếc là Liễu Vân Mạn và Tôn Hinh Hinh cực lực ngăn cản. Nhưng bây giờ Hạ Thiên đã có suy tính mua xe, mà mua xong thì học ai? Tuy có rất nhiều người biết lái xe nhưng Tam sư phụ nói người biết đua cũng không thiếu, đại đa số đều lề chạy bình thường, tìm học cũng không có được kỹ thuật siêu việt, mà hắn lại muốn tìm người có kỹ thuật cao. Hạ Thiên nhìn cô gái ở bên cạnh, kỹ thuật lái xe của nàng có vẻ rất tốt, có nên học nàng không? Trước tiên Hạ Thiên quyết định tham khảo cách lái xe của cô nàng này, nếu nàng thật sự có kỹ thuật cao thì nên theo học, còn nàng có dạy hay không thì Hạ Thiên cũng chẳng quan tâm dần dần Hạ Thiên phát hiện xe trên đường ngày càng ít, mà vô tình xe cũng đã chạy ra nội thành, tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Hơn 10 phút sau xe đột nhiên dừng lại. Xuống xe, cô gái xuống xe rồi nói. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện ra mình đã đến một ngọn núi, phía trước có mười mấy chiếc xe, còn có một đám nam nữ, phần lớn là hai ba mươi. Ủa, đây không phải là chị Giao sao? Một âm thanh ngã ngớn vang lên, một tên thanh niên cao gầy đi đến, bên cạnh hắn còn có một người đẹp rất nóng bỏng. Mẹ mày mới là chị Giao, cả nhà mày đều là chị Giao. Cô gái ngẩng đầu mắng. Vẻ mặt tên thanh niên cao gầy chợt biến đổi, giọng nói cũng trở nên âm trầm. Sở Giao, lời này của cô cũng quá mức rồi đấy. Cút sang một bên cho bà, có tin bà thiến mày không? Sở Giao chừng mắt nhìn tên thanh niên, hàn quang chợt lóe lên, trên tay có một cây đao. Tên thanh niên cao gầy chợt lùi về phía sau, cũng không dám nói thêm nửa lời. Vẻ mặt sở giao trở nên hèn mọn. Không đủ bản lĩnh thì đừng to mồm. Sở đại tiểu thư quả nhiên quyết đoán phi phàm, cũng dám một mình mang giao đi dọa người. Một âm thanh lười biếng vang lên, âm thanh phát ra từ trung tâm nhóm người. Đây là một tên thanh niên mặc áo kẻ ô vuông, 20 tuổi, bên cạnh là hai người đẹp, cả hai đều mặc bikini. Hoắc tiểu xuyên, mày còn chưa tốt nghiệp trung học, đừng ra vẻ văn hóa với tao sở giao nói với vẻ mặt khinh thường bà đến đây một mình thì thế nào đám chúng mày thích thì tiến lên bà chiều tất tên thanh niên được gọi là hoác tiểu xuyên chợt tức giận nhà đầu khốn kia đúng là thối mồm này mắt chúng mày có vấn đề à đây còn có một người hạ thiên rất bất mãn hắn bị người ta chẳng quan tâm đúng là buồn cười đáng lý ra hắn xuất hiện ở đâu cũng là hạc giữa bầy gà bây giờ tuy đã tối nhưng hắn lại là minh châu trong đêm tối mỗi người phải chú ý đến hắn, sao lại bỏ qua hắn. Chị có thể nhịn mà em lại khó nhịn, dù là thần tiên tỷ tỷ có thể nhịn nhưng Hạ Thiên lại không thể. Vài chục ánh mắt dồn về phía Hạ Thiên, thật ra nơi đây cũng không tối vì có đèn xe rực rỡ, vì vậy mà khu vực này phải nói là rất sáng. Nhưng chỗ sở giao đậu xe lại khá tối, cộng thêm vấn đề mọi người chỉ chú ý đến sở giao, vì vậy mà không ai quan tâm đến Hạ Thiên. Sở đại tiểu thư lại mang đàn ông đến, đúng là kỳ tích. Hoắc Tiểu Xuyên dựng ngón cái với Hạ Thiên. Này anh em, cậu khẩu vị rất tốt, ngay cả sở đại tiểu thư cũng tán được, tao phục mày. Hoắc Tiểu Xuyên, mày nói vậy là có ý gì? Bà đây rất kém sao? Hai con quỷ sứ bên cạnh mày có so được với bà không? Sở giao lại nổi giận. À, sở đại tiểu thư, nếu so về gương mặt thì hai em này không bằng cô, dáng người và chỉnh thể điện nước cũng kém một chút, nhưng có một bộ phận đồi núi nào đó lại lớn hơn, sướng hơn, Hoắc Tiểu Xuyên nhìn vào bộ ngực sở giao, vẻ mặt rất mập mờ. Bộ vị đồi núi nào? Không phải là ngực sao? Sở giao hừ một tiếng. Bà mới 18 tuổi, ngực còn chưa phát triển mạnh. Cái gì, tôi còn chưa nói dứt lời, thật ra gương mặt dáng người, tiếp theo chính là tính cách. Hoắc Tiểu Xuyên lắc đầu. Tôi chỉ có thể nói một lời, tôi rất sùng bái người anh em kia, anh ta rõ ràng chịu được cô, Hạ Thiên nhịn không được phải xen vào một câu. Này, cô ấy không phải vợ tôi. mươi 140, dạy bảo cô gái phá phách. Hoác Tiểu Xuyên không khỏi ngẩn ngơ. Này người anh em, cũng không nên đùa như vậy, tôi đang sùng bái cậu, sao cậu lại phủ nhận rồi? Tôi không phải anh em của anh. Hạ Thiên bĩu môi, cũng không cần anh sùng bái. Hoác Tiểu Xuyên thiếu chút nữa bị những lời của Hạ Thiên làm cho nghẹn chết, người ta nói úp mặt nóng lên mông người khác, rất đúng với hoàn cảnh của hắn bây giờ. Sở giao lại sung sướng. Ha ha, chết cười bà rồi, hoắc tiểu xuyên, mày cho rằng ai cũng muốn xưng anh em với mày à? Tiểu tử, tiểu xuyên ca của chúng tao để ý đến mày, đó là vinh hạnh của mày, còn bà mày đúng là không biết tốt xấu. Một tiếng gầm vang lên, là tên thanh niên cao gầy vừa rồi bị sở giao dọa cho một trận. Người này bị sở giao dùng dao uy hiếp, rất mất mặt, hắn không dám đắc tội nàng, chỉ có thể lấy lại danh dự ở hạng người vô danh như Hạ Thiên. Hạ Thiên đột nhiên bị người ta chửi mắng, hắn phóng đến rồi vung tay, một tiếng bốp vang lên, tên thanh niên cao gầy được ăn một bạt tai. Tên thanh niên cao gầy trợt choáng váng, sau đó hắn nổi giận. Con bà mày, dám đánh tao sao? Bình thường tao không đánh người. Hạ Thiên lười biếng nói. Tao đánh là vinh hạnh cho mày, mà đừng nên không nhận rõ tốt xấu. Ha ha ha, vui chết bà rồi sở giao cười ha hả mà không thèm giữ hình tượng thục nữ nàng nhìn hạ thiên thằng khốn như mày rất có khẩu vị với bà xe của bà cũng không cần mày tiếp hạ thiên không cho là đúng hắn có nói muốn tiếp xe của sở giao sao ông đánh chết mày tên thanh niên cao gầy phóng về phía hạ thiên hắn bị đối phương cho một bà tai trước mặt mọi người đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị người ta sỉ nhục nếu hắn không trả đòn thì sau này mất hết mặt mũi hạ thiên nhấc chân lên tên thanh niên cao gầy kêu lên thảm thiế rồi ba ra phía sau hắn ngã nặng nề xuống đất cũng không biết có phải đã hôn mê hay không mà không đứng lên mày không đáng cho tao ra tay hạ thiên lắc đầu tao đánh là vinh hạnh cho mày hừ thằng này quá kiêu ngạo chơi nó đi thái dương ta là văn nhân các anh em thịt nó đi thằng đó quá bố láo đánh đi bà con hừ chị muốn kẹp chết nó một đám nam nữ hùng hùng hổ hổ, rất ồn ào. Cầm miệng hết cho bà. Sở giao quát lên một tiếng, bầu không khí chợt an tĩnh trở lại. Hoắc tiểu xuyên, mày mang đám này đến để cãi nhau sao? Còn muốn đua với bà nữa không? Đua, tất nhiên là đua. Hoắc tiểu xuyên dù trả lời sở giao nhưng ánh mắt lại nhìn về phía hạ thiên, thậm chí ánh mắt có chút hung ác và nham hiểm. Nhưng, sở đại tiểu thư, người đàn ông cô mang đến đã đánh người của tôi, chuyện này cũng nên giải quyết đã chứ. Hoắc Tiểu Xuyên, loại đàn ông như vậy mà so với bà sao? Sở giao rất bất mãn. Này, bà không lo chuyện nhỏ nhặt, muốn giải quyết thế nào? Rất đơn giản, hôm nay chúng ta đến đua xe, vậy hãy để cho tên kia và nữ nhân của tôi làm một vòng, coi như khởi động tranh tài. Hoắc Tiểu Xuyên vỗ lên mông một cô gái mặc bikini ở bên cạnh. Tốt, sở giao dùng ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn Hạ Thiên. Này, anh so với con kia, nếu mày thắng thì bà đây sẽ không nhắc đến chuyện sảm sỡ trước đó, nếu mày thua thì bà thiến giái. Anh có sảm sỡ với em sao? Hạ Thiên rất mê hoặc. Tên khốn dám chiếm tiện nghi của bà mà không chịu thừa nhận sao? Sở Giao tức giận. Bà bị mày ôm, cũng bị mày sờ, cây cậy thối của mày còn đặt lên mông bà, còn bà nói mày có phải là đàn ông không? Như vậy mà không thừa nhận sao? À, ha ha đám người bên kia hoắc tiểu xuyên bắt đầu làm ồn vài tên còn huyết sáo hoắc tiểu xuyên cũng nở nụ cười cổ quái sở đại tiểu thư thì gia vị này đúng là đàn ông của cô sao ha 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 hạ thiên cảm thấy rất vô tội chẳng qua chỉ là tiếp xúc bình thường khi đánh nhau nào có phải là sàm sỡ hoắc tiểu xuyên mày câm miệng cho bà bà không có đàn ông sao sở giao tức giận nói nàng lại trừng mắt nhìn hạ thiên này không phải mày nói muốn chơi xe sao? Bây giờ bà cho mà cơ hội, sao mày không chơi? À, ai nói anh không chơi? Hạ Thiên lập tức có hứng thú. Không phải tôi, là nữ nhân của tôi, à, đúng rồi, không biết cậu tên họ là gì? Hoác Tiểu Xuyên mỉm cười hỏi. Tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong thiên hạ đệ nhất. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia. Cô này muốn đua sao? Chơi thế nào? nói nhảm, tất nhiên là đua, xem ai chạy nhanh hơn, chẳng lẽ cho anh và con kia lên xe chơi nhau sao? Sở giao có chút mất kiên nhẫn. Các người nhanh lên, bà rất bận. Sở giao thúc như vậy làm mọi người bận rộn chuẩn bị, đua vòng quanh chân núi, đây có một con đường khá rộng, cũng là bãi đua. Đáng lý ra trận đấu của sở giao và hoắc tiểu xuyên là 10 vòng ngọn núi, nhưng bây giờ lại có trận đấu của Hạ thiên, đây coi như chỉ là điểm tâm, vì vậy chạy một vòng là được. Sở Đại Tiểu thư, xe của tôi và của cô cùng một loại nhưng chỉ là màu sắc khác biệt, tất cả tham số đều như nhau, thậm chí thời gian tăng tốc cũng giống nhau." Hoắc Tiểu Xuyên chỉ vào chiếc Ferrari màu vàng của mình nói. "Chúng ta chỉ thuần túy so sánh kỹ thuật, xe như nhau, như vậy là công bằng nhất, cô thấy có đúng không?" "Đừng nói nhảm, thúc con kia nhanh lên." Sở Dao rất mất kiên nhẫn, nữ nhân của Hoắc Tiểu Xuyên có bộ ngực rất lớn, ít nhất cũng là hai cấp bậc so với Sở Dao sở đại tiểu thư đã chuẩn bị xong, còn tên đàn ông của cô hình như chưa muốn lên xe. hoắc tiểu xuyên lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần châm chọc. sở giao quay đầu xem xét, hạ thiên quả nhiên còn đứng bên xe mà chưa có động tĩnh gì. mày làm gì vậy? sở giao phát hỏa, tên khốn nào sao còn chưa lên xe? hạ thiên gái gãi đầu, cuối cùng hắn thừa nhận, tôi không biết lái xe. bốn phía chợt yên tĩnh, ngay sau đó vang lên những tiếng cười vỡ trợ ha ha, chết vì cười, tên này không biết chạy xe bà con ơi. Sở đại tiểu thư tìm đâu ra loại cực phẩm thế này, xe cũng cóc biết chạy. Những năm gần đây cũng còn người không biết lái xe sao. Thằng này từ hỏa tinh xuống à. Ngay cả xe cũng không biết chạy, còn là đàn ông không. Hoác tiểu xuyên nghe đám tiểu đệ ở phía sau cười vỡ bụng mà vẻ mặt cũng rất vui sướng, nhà đầu thối sở giao này bây giờ không xấu hổ sao. Tìm đàn ông mà lại không biết lái xe, tin này mà truyền ra ngoài cũng làm người ta chết cười. Thật ra những năm này xe xa hoa có mặt ở khắp nơi nhưng người không biết chạy xe cũng chẳng phải là không có, như vậy cũng không có gì là lạ. Nhưng vấn đề là đám người này đều là dân chơi xe, trong đám bọn họ mà tự dưng lòi ra một thằng không biết lái xe, điều này tuyệt đối là đáng chê cười. Sở giao ngẩn người đúng 30 giây, ngay sau đó nàng thét lên giống như lần trước bị đập xe. Thằng khốn không biết chạy xe sao đòi theo bà đến đây chơi xe. Mày không biết chạy xe sao không nói sớm, mày có bệnh à, muốn chơi bà phải không, bà chơi tốt lắm sao, bà liều mạng với mày, hôm nay không thiến mày không được. Sở giao lại tiếp tục động giao với Hạ Thiên, nàng cũng nhắm đến bộ vị, rể tre của Hạ Thiên như trước, nàng đâm một hơi 18 dao, rõ ràng ưa ơi 8 dao này đều triệt đường con cháu tuyệt đối dứt khoát. Hạ Thiên cuối cùng cũng nổi giận, nhà đầu này có điên không, rõ ràng là muốn thiến hắn. Dù hắn không thể nào bị nàng thiến, nhưng rõ ràng cách nghĩ của nàng là không được, đây là sự việc nguy hại đến hạnh phúc của thần tiên tỷ tỷ, còn có kiều tiểu kiều, cảnh sát tỷ tỷ. Tóm lại nhà đầu sở giao có lỗi với tất cả bà vợ của Hạ Thiên, vì vợ mà hắn phải trừng phạt nàng. Khi sở giao tiếp tục đâm đến thì Hạ Thiên đã ra tay, hắn nắm chặt cổ tay của đối phương, sau đó dùng sức. Sở giao đau quá đành phải buông dao, con dao nhỏ rơi xuống đất. Hạ Thiên Thuận thế kéo người Sở Dao, vì vậy nàng không tự chủ được phải bổ nhào vào lòng hắn. Lúc này hắn dùng một tay ôm nàng, một tay vung lên rồi vỗ xuống. Đét. Á. Sở Dao hét thảm. Thằng khốn, dám đánh mông bà, á. Bà thiến mày, á. Thằng khốn, mau dừng tay, á, đau chết bà rồi. Mày biến thái thế, á. Thằng khốn muốn chơi ngược đãi thì chờ khi khác, á, đau. Tao xin mày, đừng đánh, á. Đúng là quá đau, đừng đánh, á. Đầu tiên Sở Dao tức giận mắng chửi, sau đó dần trở thành cầu xin. Mà bàn tay của Hạ Thiên vẫn rơi xuống mông nàng. Em vừa muốn đâm anh 18 dao, bây giờ anh phải đánh 18 cái mới được một nửa thôi. Hạ Thiên nghe lời cầu xin của Sở Dao mà cũng không có ý dừng tay, hắn lại nâng tay lên và hạ xuống. đét đầu tiên đám người hoắc tiểu xuyên phải trợn mắt há mồm, sau đó cả đám lại hưng phấn, đúng là chân nhân chơi tự ngược, mà sở đại tiểu thư lại bị người chơi tự ngược trước mặt bao người, kích thích, đúng là quá kích thích. Mà ánh mắt mọi người nhìn Hạ Thiên cũng khác biệt, tên thanh niên cao gầy vừa bị Hạ Thiên đánh cũng phát hiện mình bội phục đối phương. Tên kia quá trâu, những chuyện thế này chỉ sợ cả Giang Hải chỉ có mình tên kia dám làm. Đừng đánh, bà chịu không nổi nữa. Sở giao vẫn nhịn không được phải cầu khẩn còn muốn thiến anh không? Hạ thiên vung tay lên nhưng còn chưa hạ xuống. Không dám. Sở giao cũng nhanh chóng khóc lên, dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu niên 18, từ nhỏ đến lớn chưa từng uất ức thế này, vì vậy trong lòng rất uất ức. Như vậy tạm thời anh tha cho em, khi nào em không nghe lời thì anh cộng dồn vào. Cuối cùng Hạ Thiên cũng thả sở giao ra, mà lúc này nàng cũng lảo đảo thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Nàng lên xe ngồi, nhưng khi mông vừa tiếp xúc với xe thì cảm giác đau đã chuyển đến Á, à, đau chết bà rồi sở giao hét lên thảm thiết trong lòng thầm mắng hạ thiên khốn kiếp ha 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 đám người hoắc tiểu xuyên bên kia thấy như vậy thì cười như điên thấy sở giao khổ sở thì bọn họ rất vui sướng cười cái gì bà giết chúng mày bây giờ sở giao tức giận quát lớn ha 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 mọi người còn cười ác liệt hơn này đừng nói lời quá thô tục rất khó nghe, sau này không được nói như vậy nữa. Hạ Thiên ở bên cạnh sen vào một câu. chương 141, so tốc độ với Ferrari. Sao bà phải nghe lời mày? Sở giao hầu như nói ra một câu vô thức, nàng còn chưa nói xong thì đã ý thức được tình cảnh thảm thiết. Đét, trên mông lại truyền đến cảm giác đau đớn, một bàn tay lại rơi xuống. À, anh yêu, em biết sai rồi, anh đừng đánh em nữa nhé sở giao kêu một tiếng thảm thiết, ngay sau đó lại nũng nịu cầu khẩn. Nghe lời sẽ không bị đánh. Hạ thiên lười biếng noi. Hốc mắt sở giao trở đỏ hồng, nàng gật đầu rất uất ức. Em nghe lời là được, sau này sẽ cố gắng không nói những lời thô tục. Không phải cố gắng, mà không được nói. Hạ thiên dùng giọng nghiêm túc chấn chỉnh. Nhưng bà, không đúng, đây là em, thói quen của em, không sửa ngay được. Sở giao dùng bộ mặt đáng thương nhìn Hạ Thiên, Nàng thầm nghĩ bây giờ mình phải tỏ ra đáng thương, sau khi vượt qua cửa ải này sẽ tìm cơ hội tính sổ nợ. Được rồi, anh cũng biết lý lẽ, em nói 10 câu thô tục thì anh đánh một cái. Hạ Thiên suy nghĩ nói. Sở giao thầm mắng trong lòng, tên khốn này không phải cha mình mà cũng chẳng phải chồng mình, dựa vào cái gì để ép mình. Nhưng sở giao cũng chỉ thầm mắng mà thôi, biểu hiện vẫn rất đáng thương, nàng gật đầu có vẻ rất vất ức. Em biết rồi, nhưng anh cũng vỗ nhẹ thôi anh đã rất nhẹ rồi, chỉ dùng chưa được nửa phần sức lực. Hạ Thiên trả lời. Sở giao hết chỗ nói, trong lòng chỉ thầm oán Hạ Thiên. Này, sở đại tiểu thư, cuộc so tài này còn nên tiến hành hay không? Giọng nói của Hoắc Tiểu Xuyên vang lên. Bà, sở giao thiếu chút nữa thì nói ra lời thô tục, nàng lập tức ý thức được và vội vàng chữa lại. Hoắc Tiểu Xuyên, bây giờ tôi không thể ngồi, vì vậy chưa nói đến vấn đề lái xe, sao có thể đấu với anh? xem ra đại tiểu thư đã bị đánh sưng mông rồi, ha ha ha. Tâm tình của Hoắc Tiểu Xuyên rất thoải mái, đối với hắn thì đêm nay tuy không được đua xe nhưng đã tận mắt nhìn thấy sở giao bị một tên đàn ông dậy bảo trở nên ngoan ngoãn, điều này đúng là hiếm gặp. Mày câm mồm cho bà. Sở giao tức giận nên mở miệng mắng. Này, sở đại tiểu thư, nếu cô còn tiếp tục nói lời thô tục thì sẽ bị đánh đòn. Hoắc Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian nhắc nhở, nói xong lại cười lên ha hả, mà đám người phía sau cũng cười vang trời. mày, Sở Giao tức giận cắn chặt răng, nhưng nàng vừa bị Hạ Thiên đánh cho một chập, bây giờ đám người hoắc tiểu xuyên cũng không còn sợ nàng nữa. nàng không thể mắng người, mà mông đau cũng không thể nào ra tay đánh người, vì vậy nàng không còn biện pháp và chỉ để đám người kia cười nhạo. Sở đại tiểu thư, người đàn ông của cô không biết lái xe, cô cũng không chạy xe được nữa, vậy thì đêm nay cô nhận thua đi hoắc tiểu xuyên cũng không đồng tình với sở giao hắn lập tức lợi dụng lúc nhà cháy để hôi của tất nhiên không nên bỏ qua cơ hội hiếm có này thua thì thua để xe lại cho chúng mày là được sở giao cũng dứt khoát bọn họ đua xe ai thua phải để xe lại sở giao nói ra những lời này mà nhịn không được phải nhìn hạ thiên tên khốn kia chưa nói đến vấn đề không biết lái xe rõ ràng lại đánh vào mông để nàng không thể ngồi được nữa vì vậy nàng cũng không thể lái xe cũng không biết có phải hắn ghen ghét kỹ thuật đua xe của nàng hay không ha 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 sở đại tiểu thư cũng biết nhận thua đúng thời điểm đấy hoác tiểu xuyên cảm thấy rất vui hắn nhìn hạ thiên này người anh em tuy anh đánh nhau rất giỏi có thể đánh là sở đại tiểu thư không thể ra đòn tôi rất bội phục anh nhưng anh không biết lái xe điều này làm tôi thất vọng không sai anh đẹp trai không biết anh nghe qua câu nói này chưa Đàn ông không biết lái xe thì không phải đàn ông đích thực. Cô gái ngực to ở bên cạnh Hoắc Tiểu Xuyên mở miệng nói. Hạ Thiên vốn cũng rất hổ thẹn vì vấn đề này, thân là thiên tài mà không biết lái xe, đúng là khó thể nói được gì. Nhưng cô gái ngực to kia lại làm hắn tức giận, chẳng phải chỉ là lái xe sao? Có liên quan gì đến vấn đề đàn ông đích thực hay không? Thần Tiên tỷ tỷ là người phụ nữ tốt nhất trên đời, hắn là chồng của nàng, rõ ràng là đàn ông tốt nhất. Mà sư phụ của Hạ Thiên cũng tự xưng là cực phẩm nam nhân, nhưng nếu hắn so với ba vị thì rõ ràng là cực phẩm trong cực phẩm, mà bây giờ cô gái kia nói hắn không phải đàn ông đích thực, đúng là quá buồn cười. Này, chẳng phải chỉ là đua xe thôi sao? Hạ Thiên chỉ vào Hoắc Tiểu Xuyên. Tôi đấu với anh. Hoắc Tiểu Xuyên chợt ngẩn ngơ. Cậu đua với tôi sao? Này anh đẹp trai, anh không biết chạy xe, sao có thể đấu với Tiểu Xuyên ca? cô gái ngực to dùng giọng nịnh nọt nói. Hừ, không biết chạy xe cũng không phải không đua được, anh lái xe, tôi chạy bộ, xem ai nhanh hơn ai. Hạ Thiên bất mãn, tôi muốn cho mọi người biết, thế nào mới là đàn ông chân chính. Khoảnh khắc này mọi người chợt yên tĩnh, ngay sau đó lại cười ầm lên. Ha 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 ha, Châu, người anh em này quá Châu, dám chạy bộ để đấu với Tiểu Xuyên ca. Không sai, ý nghĩ này quá Châu, tôi bái phục thiên tài, tôi đã xem qua người chạy đua với xe lu, trước nay chưa từng thấy ai chạy đua với Ferrari, cũng muốn xem thế nào. Tôi nghi ngờ anh bạn này không biết tốc độ của Ferrari. Đúng vậy, nếu hắn biết xe của Tiểu Xuyên ca có thể chạy trên 300 km thì sẽ bỏ cuộc thôi. Hoặc Tiểu Xuyên nghi ngờ mình nghe lầm, khi nghe thấy mọi người ở sau lưng bàn luận thì mới biết mình không nằm mơ. Vì anh em này muốn chạy thi với hắn, điều này làm hắn không khỏi cảm khái. Thế giới này đúng là điên cuồng, loại người này chưa tuyệt chủng sao? Hoắc Tiểu Xuyên nhìn Hạ Thiên mà có chút đồng tình, người anh em này đánh đấm lợi hại nhưng đầu óc có vấn đề. Mà nghĩ lại cũng đúng, nếu đầu óc không có vấn đề thì tán sở giao làm gì? Nếu để cho đàn ông thành phố Giang Hải phải chọn lựa sở giao và một con đàn bà xấu xí, chắc chắn người ta sẽ chọn người phụ nữ xấu xí mà không phải là sở giao, tuy phụ nữ xấu thì đáng sợ nhưng so sánh thì còn tốt hơn cả sở giao. Này có phải anh điên rồi không? Sở giao nhịn không được phải hỏi. Hạ thiên chừng mắt nhìn sở giao, nàng không tự chủ được phải dùng tay che mông, cũng không dám nhiều lời, rõ ràng đã sợ. Hoác tiểu xuyên cuối cùng cũng mở miệng. Cậu thật sự muốn chạy đua với Ferrari sao? Tôi không thích nói đùa. Hạ thiên có chút mất hứng, người này không phải là người đẹp, có đáng để hắn nói đùa không? Cậu cảm thấy mình có thể thắng sao? Hoắc Tiểu Xuyên có chút giờ khóc dở cười, trên đời này có người chạy nhanh bằng xe sao? Đừng nói là Ferrari, dù là Zambia cũng còn nhanh hơn cả tia chấp yêu dần bầu ấy chứ. Trước nay tôi chưa từng thua cuộc. Hạ Thiên có chút khinh thường, không phải là chạy thi với xe sao? Trước nay không phải hắn chưa từng thử, hơn nữa còn chạy nhiều lần, lần nào cũng thắng. Đầu tiên Hoắc Tiểu Xuyên cảm thấy ngạc nhiên, ngay sau đó lại cười lớn. Tốt, Hạ Thiên phải không? nếu cậu đã có lòng tin thì chúng ta cắt tiền thế nào tùy tiện hạ thiên cũng không quan tâm đến điều kiện dù sao hắn cũng sẽ thắng được rồi nếu tôi thua thì xe của tôi sẽ là của cậu hoắc tiểu xuyên mỉm cười nếu cậu thua cậu phải làm việc cho tôi tôi có hứng thú với thân thủ của cậu không được hạ thiên còn chưa nói thì sở giao đã lên tiếng nếu để hạ thiên làm việc cho hoắc tiểu xuyên sau này nàng sao có thể khống chế hoắc tiểu xuyên đây là chuyện mà sở đại tiểu thư nàng tuyệt đối không để nó xảy ra. Anh có bệnh không? Hạ thiên trừng mắt nhìn hoác tiểu xuyên. Một chiếc xe cùi mà so với tôi sao? Xe này giá được bao tiền? Xe cùi sao? Tôi bỏ ra hơn 8 triệu để mua nó. Hoác tiểu xuyên có chút tức giận. Ferrari mà là xe cùi thì những chiếc xe vài trăm ngàn trên đường tính là gì? Hạ thiên có chút khinh thường. 8 triệu thì tính làm gì? Nếu tôi muốn kiếm tiền, bỏ ra nửa giờ là vài chục triệu thậm chí là cả tỷ mọi người chợt ngây người tên này quá khoác lác khoác tiểu xuyên cũng không nói gì người này quả nhiên đầu óc có vấn đề khoác lác cũng có đối thủ với chứ nếu cậu đã không đồng ý thì muốn đánh cuộc thế nào khoác tiểu xuyên hỏi dù sao cũng là hắn thắng dù đặt cược là thế nào cũng không lỗ hạ thiên suy nghĩ một chút rồi nói nếu tôi thắng thì mười mấy chiếc xe đều là của tôi tôi thua thì nhận chút thiệt thòi, tôi sẽ nhận anh làm tiểu đệ. Hoắc Tiểu Xuyên lập tức sinh ra cảm giác điên khùng, đối phương bị bệnh đúng là không nhẹ. Lúc này ngay cả sở giao cũng thấy đầu óc của Hạ Thiên có vấn đề, thắng thì thu mười mấy chiếc xe, thua thì thu người ta làm tiểu đệ, dù là thắng hay thua cũng chiếm tiện nghi, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Này anh đẹp trai, anh dựa vào cái gì để thua mà nhận Tiểu Xuyên ca làm tiểu đệ. Cô gái ngực bự núng nịu nói đáng lý ra loại tiểu đệ này tôi cũng không nhận tất nhiên chỉ thua tôi mới nhận anh ta làm tiểu đệ hạ thiên bĩu môi nhưng tôi sẽ không thua nên các người đừng vui mừng quá sớm muốn làm tiểu đệ của tôi cũng không dễ dàng như vậy đâu hoắc tiểu xuyên chợt sinh ra cảm giác muốn ói máu thì ra đối phương cho hắn làm tiểu đệ là ân đức lớn hạ thiên tôi không thể tiếp nhận điều kiện này hoắc tiểu xuyên cố gắng ép cảm giác muốn mắng người hắn không nên chọc giận tên khốn đầu óc có vấn đề này nếu không sẽ chẳng so tốc độ mà so nắm đấm, khi đó sẽ phiền phức lớn. Hừ, lắm lời. Sở giao cuối cùng cũng không nhịn được. Hoắc tiểu xuyên, nếu anh thua thì để tất cả xe lại, còn chúng tôi thua, chúng tôi sẽ bỏ tiền với giá trị tương đương, thế nào? Trong mười mấy chiếc xe thì Ferrari của Hoắc Tiểu Xuyên là đáng giá nhất, cộng lại với nhau cũng hơn chục triệu, sở giao không quan tâm đến chút tiền đó, bây giờ nàng muốn sự việc nhanh chấm dứt, nàng cần phải về nhà dưỡng mông. Ok. Hoắc Tiểu Xuyên gật đầu. Được rồi. Hạ Thiên cũng thấy không còn vấn đề gì. Sở giao khẽ thở ra một hơi, hai tên khốn kia cuối cùng cũng đạt thành nhận thức. Vậy thì bắt đầu nhanh lên. Sở giao vội vàng nói. Hoắc Tiểu Xuyên, các người chỉ cần chạy một km là được, không cần chạy cả đoạn đường, có vấn đề gì không? Hoắc Tiểu Xuyên không có ý kiến, Hạ Thiên cũng không quan tâm, vì vậy mà cuộc đua sắp bắt đầu. Chuẩn bị. Bắt đầu. Lá cờ vung lên, xe Ferrari phóng đi như đạn rời nòng súng. Chương 142, Sở giao háo sắc. Hoắc Tiểu Xuyên muốn chạy với tốc độ cao nhất nhưng cũng cảm thấy làm như vậy là ức hiếp người ta quá đáng, vì vậy nên chạy khá chậm, khống chế tốc độ khoảng 100 km. Rõ ràng đối với hắn thì như vậy đã thắng được Hạ Thiên, hắn lái xe nhàn nhã, còn quay đầu nhìn ra phía sau. Quả nhiên tất cả mọi thứ đều nằm trong dự đoán, Hạ Thiên còn chưa thấy đâu hoàn toàn không qua mặt được hắn. Tiểu xuyên ca, tăng tốc đi. Tiểu xuyên ca, anh đang làm gì thế? Tiểu xuyên ca, tiểu xuyên ca. Hoắc tiểu xuyên chợt nghe thấy tiếng kêu réo của đám huynh đệ, vẻ mặt bọn họ có vẻ lo lắng, có vài tên còn vẫy tay chỉ về phía trước. Không biết vì xoa hoắc tiểu xuyên chợt bùng lên cảm giác không ổn, hắn tranh thủ qua đầu nhìn về phía trước, sau đó hắn ngây người, đây là con người sao? Phía trước là một bóng người đang chạy, tuy không thấy rõ nhưng đó chắc chắn là Hạ Thiên, hèn gì hoắc Tiểu Xuyên quay lại và không thấy đối phương, thì ra đối phương đã chạy trước. Không xong, tên kia sắp đến đích rồi. hoắc Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian tăng tốc, chỉ sau khoảnh khắc đã đạt đến tốc độ hơn 300, sau đó phóng đến cực hạn. Đáng tiếc là đã quá muộn, người nào cũng thấy Hạ Thiên về đích trước. Thu, hoắc Tiểu Xuyên mà thua, Ferrari mà thua, mà thua vì một tên chạy bộ, nếu điều này truyền ra ngoài thì công ty Ferrari sẽ phá sản, xe mà chạy chậm hơn con người, như vậy xe còn tác dụng nữa sao? Hoắc Tiểu Xuyên đờ đẫn quay về địa điểm tập trung, đầu óc hắn rất hỗn loạn, hắn khó thể tiếp nhận sự thật này, trên đời này sao có người chạy nhanh như vậy được? Dù hắn còn chưa đạt đến tốc độ nhanh nhất, nhưng con người nào vượt qua được tốc độ như vậy? Đám đàn em của Hoắc Tiểu Xuyên đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ai cũng cực kỳ khổ sở và quái dị tiểu tử kia đúng là quá biến thái, nhưng bây giờ xem kết quả thì rõ ràng không nói ngoa, nếu có thể làm tiểu đệ cho một tên châu bò như vậy thì đúng là vinh hạnh lớn. Sở giao đầu tiên cũng rất sướng sốt, ngay sau đó nàng thấy Hạ Thiên đi đến, lúc này mới kịp phản ứng. Nàng hình như đã quên cặp mông đau đớn, nàng nhào lên người Hạ Thiên rồi hưng phấn kêu lên. Này, bà đây bội phục mày, mày chạy thắng cả Ferrari, đúng là con bà nó quá tuyệt. Bà đã quyết định, bà muốn làm vợ mày, bà sẽ không bắt mày đua xe không thiến mày sau này mày muốn sờ thì bà cũng không quan tâm á à, đau quá đét bàn tay của hạ thiên lại rơi lên mông của sở giao em vừa nói lời thô tục đáng đánh đòn anh cũng nói cho em biết anh không muốn lấy em làm vợ sao vì sao em đẹp tuy ngực hơi nhỏ nhưng sau này có thể uống thuốc chắc chắn còn có thể phát dục sở giao không dám nói nửa lời thô tục vì thần tiên tỷ tỷ không thích những cô gái thô tục khi nào em không còn nói tục thì có thể làm vợ anh hạ thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói không có vấn đề chồng sau này em sẽ không nói lời thô tục sở giao liên tục nói nàng ra vẻ rất vui sướng ha 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 chồng của sở giao là đẹp trai nhất cái gì mà bâu robert và lưu tường tất cả phải đứng sang bên cạnh ha 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 đúng vậy anh là đẹp trai nhất hạ thiên gật đầu lời nói của sở giao làm hắn rất thỏa mãn hắn vẫy tay với nàng anh giúp em xoa mông tốt chồng cứ tự nhiên sở giao dùng ánh mắt háo sắc nhìn hạ thiên chồng có muốn vào xe không nơi đây có nhiều người nhìn hạ thiên không trả lời sở giao hắn trực tiếp đặt tay lên mông nàng rồi chậm rãi vuốt ve ư ừ, sở giao chỉ cảm thấy mông mình nóng lên tuy nàng cảm thấy kỳ quái nhưng lại rất thoải mái vì vậy mà không khỏi rên lên một tiếng đám người hoác tiểu xuyên đưa mắt nhìn nhau hai vị này quá trâu đứng trước mặt mọi người mà thân mật như vậy sao được rồi hạ thiên thu tay về xong rồi sao sở giao có chút thất vọng nhưng ngay sau đó nàng lại vui mừng này ba không cái mông của em đã hết đau chồng thật lợi hại tuy sở giao không ngừng nhắc nhở mình không nên nói tục nhưng trong miệng lại không nhịn được mà phát ra một từ đúng là không có biện pháp ai bảo nàng đã quen như vậy được rồi, hoác tiểu xuyên, tôi đã hết đau mông, chúng ta tiếp tục đua. Sở giao tiến lên, nàng lập tức nhớ ra một chuyện. Ủa, không đúng, xe của các người đã thua vào tay chồng tôi, muốn đua thì phải để lần sau. Ha ha ha, đúng là chồng mình quá đẹp trai, các người chuẩn bị đi bộ về nhà đi, ha ha ha. Sở giao cười rất lớn, vẻ mặt hoác tiểu xuyên giống như ăn phải mật đắng. Hắn thật sự không đau lòng vì những chiếc xe thua cược, nhưng đã mất hết mặt mũi, bây giờ lại bị sở giao ức hiếp. Lúc này sở giao tìm được một thằng chồng biến thái, sau này bọn họ sẽ ngày càng thảm thương hơn. Tiểu Xuyên ca, lần này chúng ta chết chắc rồi, một sở giao đã quá kinh người, bây giờ còn có cả Hạ Thiên, hai người bọn họ kết hợp lại với nhau thì chúng ta còn đường sống sao? Tên thanh niên cao gầy trước đó bị Hạ Thiên đánh phải mở miệng. Tiểu Xuyên ca, không bằng bây giờ chúng ta nhận thua sở giao đi. Có người khẽ đề nghị. Nếu là trước đó có người nói ra lời này sẽ bị cả đám chửi mắng, nhưng lúc này không ai nói lời nào. Sau khi tận mắt nhìn thấy một người chạy nhanh hơn Ferrari thì bọn họ thật sự không còn niềm tin tranh đấu với sở giao. Này, các người lấy chìa khóa xe ra. Sở giao bắt đầu thu thành quả thắng lợi. Tất cả mọi người đều có chú do dự, ai cũng nhìn về phía Hoắc Tiểu Xuyên. Này, Hoắc Tiểu Xuyên, anh không đổi ý đắp chứ. Có tin tôi cho chồng đánh một trận không? sở giao bất mãn nói sở đại tiểu thư đã tình nguyện đánh cuộc mà thua thì hoắc tiểu xuyên tôi không phải loại người không trung tiền hoắc tiểu xuyên cười nhạt một tiếng hắn lấp chìa khóa xe mình đưa cho sở giao sau đó phân phó thủ hạ đưa chìa khóa xe ngày mai anh mua cho xe mới vâng tiểu xuyên ca mọi người cùng lên tiếng sau đó lấy chìa khóa đưa vào trong tay sở giao tốt lắm các người có thể đi nhanh lên có lẽ đến sáng sẽ về đến nhà. Ha ha! Sở giao có vẻ rất hưng phấn, giống như đã từ lâu chưa từng vui vẻ như vậy. Sở đại tiểu thư, nhiều xe như vậy mà hai người có thể lái về được sao? Hoắc tiểu xuyên nhịn không được phải hỏi. Liên quan gì đến mày? À, nói sai rồi, tóm lại không liên quan đến các người, chẳng lẽ tôi không tìm được người lái xe sao? Sở giao khẽ hừ một tiếng sau khi quát tháo đám người hoác tiểu xuyên thì sở giao dùng ánh mắt nịnh nọt nhìn hạ thiên. chồng, anh có muốn em tìm người lái xe về không? à, để anh tìm cho. hạ thiên suy nghĩ, sau đó hắn lấp điện thoại gọi cho tên mập. tên mập lập tức nhận điện thoại. đại ca, có gì cần em làm sao? chú tìm cho anh mười mấy người, phải biết lái xe, nơi đây có mười mấy chiếc, đưa bọn họ đến lấy về. hạ thiên nói đến đây thì quay đầu hỏi sở giao. Đây là nơi nào? Chân núi Tây. Sở giao vội trả lời. Tên mập, anh ở chân núi Tây, anh đã tính rồi, có 14 chiếc, ít nhất cũng phải có 14 người, nhanh lên, anh ở đây đợi chú. Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại. Tên mập nhận được điện thoại của Hạ Thiên mà có chút sững sờ, đại ca lấy đâu ra mười mấy chiếc xe. Chẳng lẽ là mua? Tất nhiên tên mập có một ưu điểm, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ mà gọi Đinh Báo và Hắc Tam, sau đó tìm mười mấy tên tiểu đệ, đám người leo lên hai chiếc xe 16 chỗ chạy ra chân núi Tây. Kiệt ca, chẳng lẽ Thiên ca và cô nàng họ Sở kia đi đua xe? Hắc Tam ngồi trong xe không nhịn được hỏi. "Em nghe nói chân núi Tây là điểm đua xe, Thiên ca đột nhiên có nhiều xe, có phải thắng cuộc không?" "Đua xe sao? Theo anh biết thì đại ca không biết chạy xe." Tên mập cũng rất mơ hồ. "Không nên suy nghĩ nhiều, nói không chừng đại ca mua xe cho chúng ta." Đúng vậy, Hắc Tam, chúng ta là tiểu đệ, đừng hỏi nhiều như vậy. Thiên ca nói chúng ta đi thì chúng ta nghe lời. Đinh Báo gật đầu, đêm nay sau khi Hạ Thiên dậy bảo sở bưu thì hắn mới thấy quyết định trước đó của mình anh minh thế nào. Hắc Tam không nói thêm điều gì, hắn rất bội phục ánh mắt và sự quyết đoán của Đinh Báo. Nửa giờ sau đám người đến chân núi Tây, khi nhìn thấy một dãy xe tốt thì lập tức choáng váng, xe trong lời nói của Thiên ca là đây sao? Đại ca Tên mập vội vàng đi đến trước mặt Hạ Thiên, hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn sở giao, cô nàng này sao lại dán lên người đại ca. Vừa rồi trong quán karaoke cô nàng này đã nói không hợp mắt với đại ca, sao bây giờ lại xà nẹo với nhau rồi. Thiên ca, Đinh Báo và Hắc Tam dẫn đám tiểu đệ đi đến, cả đám cùng hành lễ với Hạ Thiên. À, mỗi người cầm lấy một chìa khóa lái xe đi cho anh. Hạ Thiên chỉ vào dãy xe nói. Tên mập cảm thấy trái tim mình đập mạnh lên. Đại ca, xe kia là của chúng ta sao? Đúng vậy, lái đi đi. Hạ thiên cầm lấy mớ chia khóa phân cho đàn em. Thiên ca, lái xe này đi đâu? Đinh báo tỉnh táo hơn rất nhiều, hắn hỏi ngay. Tùy các chú, lái xe đi, xe là của các chú, các chú muốn để đâu cũng được, không liên quan đến anh. Hạ thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đinh báo, chuyện này còn hỏi mình sao? Thiên ca, anh nói những chiếc xe kia đều phân cho anh em sao? Đinh báo cuối cùng cũng kích động, trong người mất chiếc xe thì kém nhất là Volvo vài trăm ngàn, còn có Audi, BMW, thậm chí còn có một chiếc Ferrari, hắn không kích động sao được. Không cho các chú thì tôi gọi đến làm gì. Hạ Thiên có chút không vui. Anh không biết lái xe, cũng không thể mang đi nhiều xe như vậy. Mười mấy tiểu đệ ở phía sau đinh báo trước đó còn chưa nghe rõ, bây giờ nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì cũng không nhịn được phải hoan hô phát tài, đúng là con bà nó phát tài. chương 143, siêu xe tặng giai nhân. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, mọi người cùng cúi đầu, giọng nói đinh tai nhức óc. Cảm ơn thiên ca. Đi, mau đi phân xe. Tên mập bắt đập kêu gọi. Này, A báo, chiếc BMW này cho chú, Hắc Tam, chú là chiếc Audi kia, à, Tiểu Lâm chú là chiếc Volvo kia. Kiệt ca, em thấy chiếc BMW nên để cho anh. Đinh báo đề nghị, ngoài Ferrari thì chiếc BMW này là tốt nhất, đại ca không biết lái xe, chúng ta cũng không nên giữ Ferrari, chúng ta nên đưa sang cho Thiên Tẩu, anh xem thế nào. A, à, A à báo, chú nói đúng, chiếc Ferrari này nên đưa cho đại tẩu. Tên mập gật đầu. Cứ sắp xếp như vậy. Hoạt động phân chia chấm dứt rất nhanh, mỗi người đều thỏa mãn. Đám người này bình thường đều phải chạy xe 16 chỗ và không có xe bây giờ tự dưng có được những chiếc xe vài trăm ngàn, tất nhiên kẻ nào cũng hưng phấn, dù được phân chia xe gì cũng rất hài lòng. Đám người Hoắc Tiểu Xuyên nhìn đám người bên kia chia chiến lợi phẩm mà có chút đau lòng, tuy Hoắc Tiểu Xuyên có tiền nhưng số tiền vừa mất đi cũng hơn 10 triệu. Đặc biệt là khi nhìn thấy đám người kia hưng phấn chia chắc thì hắn chợt sinh ra cảm giác thất bại khó hiểu, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt. Trời ạ, à, chưa thấy qua đám côn đồ nào mà may mắn như vậy, tìm được một đại ca quá tốt. Hoắc Tiểu Xuyên nhịn không được phải mắng. Này, Tiểu Xuyên ca, nếu không chúng ta cũng bái tiểu tử kia là đại ca, như vậy cũng không cần sợ Sở Giao ức hiếp chúng ta. Có tên không nhịn được phải mở miệng. Ngu ngốc, cậu nhận hắn là đại ca, như vậy cũng là tiểu đệ của Sở Giao. Sau này cô ta muốn ức hiếp cậu thế nào cũng được, không cần sợ cậu phản kháng. Hoắc Tiểu Xuyên tức giận nói. Cũng đúng. Người này gãi đầu và di chuyển chủ đề sao xe đến đón vẫn còn chưa tới nhỉ? Đám người hoắc tiểu xuyên còn chưa đi thì đám người hắc tam đã lái xe chạy về, thật ra tên mập cũng không biết lái xe, vì vậy hắn cũng chỉ biết ngồi xe. Đinh báo thì ở lại sau cùng, hắn là người chạy chiếc Ferrari. Thiên ca, em chuẩn bị đưa chiếc xe này cho thiên tẩu, anh có muốn cùng đi không? Đinh báo dừng chiếc xe trước mặt hạ thiên rồi dùng giọng cung kính hỏi. Đinh báo dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Thiên ca, nếu anh tự mình đến đưa xe cho thiên tẩu đảm bảo thiên tẩu sẽ rất vui này thiên tẩu nào chú gọi chồng chị là thiên ca như vậy chị là thiên tẩu mới đúng sở giao bất mãn nói à đinh báo chợt ngẩn ngơ hắn cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải hạ thiên trừng mắt nhìn sở giao thiên tẩu là chị hinh hiểu chưa em bây giờ đang ở vào giai đoạn khảo nghiệm còn chưa chính thức là vợ anh sao sở giao nói với vẻ mặt cầu xin. Chồng, anh đã có vợ rồi sao? Anh vốn đã có vợ, em chỉ là vợ nhỏ, à, để anh tính, tiểu kiều, chị Hàm, chị Hinh, cảnh sát tỷ tỷ, còn có chị Vân Mạn mà chị Mộc, chị Isabella, à, còn có mỹ nữ tỷ tỷ. Dù em là vợ anh thì cũng là vợ thứ 9. Hạ Thiên Thuận miệng nói. 9, thứ 9. Sở giao lúc này rất buồn, vất vả lắm mới tìm được chồng, bây giờ lại là vợ bé thứ 9, đúng là quá ức hiếp người. Hu hu hu, bà không muốn làm vợ bé thứ 9, bà muốn làm vợ số 1, số 1. Sở giao còn đang kêu gào khó hiểu thì Hạ Thiên đã lên xe. Này, anh đi trước, đến khi em không còn nói tục thì đến tìm anh. Hạ Thiên bắt chuyện với sở giao, sau đó nói với Đinh Báo. Chạy đi. Khi thấy Hạ Thiên chạy đi thì sở giao lập tức nóng vội. Chồng, chờ em với đám người hoắc tiểu xuyên lập tức trở nên vui sướng, bọn họ cùng gào lên với sở giao. Ha ha ha, vợ bé thứ 9. Cầm miệng ngay cho bà. Sở giao trừng mắt với đám người. Có tin bà cho thế giới có thêm 9 tên thái giám không? Khụ khụ, sở đại tiểu thư, đừng nói lời thô tục. Hoắc tiểu xuyên tranh thủ thời gian nhắc nhở. Hư, chồng đã đi rồi, anh ấy cũng không nghe được, bà tất nhiên có thể nói tục. Sở giao mắng một câu, nhưng ngay sau đó nàng lại phát hiện ra đám người kia đã chạy sạch, vì vậy lập tức nổi giận. Các người làm hại bà không đuổi kịp chồng, bây giờ bà theo chồng, lần sau sẽ tìm các người tính sổ. Sở giao phóng lên chiếc Ferrari màu đỏ, nàng nhanh chóng khởi động rồi đuổi theo Hạ Thiên. Audio điện tử võ tấn bền Khu học phủ danh huyền Bây giờ đã là 10 giờ tối, Tôn Hinh Hinh vẫn chưa ngủ, nàng đang ngồi trên ghế salon mở tivi trước kia nàng rất thích phim Hàn, nhưng bây giờ tâm tư của nàng không nằm trên tivi. Tuy Hạ Thiên chỉ ở đây vài buổi tối nhưng bây giờ hắn lại không có mặt, điều này làm Tôn Hinh Hinh cảm thấy khó thích ứng, giống như luôn thiếu cảm giác an toàn, thường bừng tỉnh lúc nửa đêm. Vì vậy bây giờ nàng cố ý ngủ muộn, hy vọng có thể ngủ một giấc đến sáng. Thật ra nhiều lần Tôn Hinh Hinh muốn chủ động điện thoại cho Hạ Thiên, nhưng cuối cùng nàng cũng nhịn được mà không gọi. Tuy đã nhiều trường hợp nàng công khai là bạn gái của hắn, nhưng vấn đề là nàng không biết lúc này hắn đang nghĩ gì, nàng có địa vị gì. Hạ Thiên thích Tôn Hinh Hinh, đây là điều nàng có thể khẳng định, nhưng vấn đề là người yêu của Hạ Thiên cũng có rất nhiều, tất nhiên đây cũng không phải là vấn đề lớn nhất. Nàng nghĩ rằng, nếu Kiều Tiểu Kiều có thể làm vợ bé cho Hạ Thiên, như vậy Tôn Hinh Hinh nàng không gì là không thể. Nhưng vấn đề ở chỗ nàng sợ Hạ Thiên chiếm đoạt được mình sẽ đá văng đi dù nàng chưa từng trải qua tình cảnh như vậy nhưng cũng đã từng thấy trên phim ảnh. Tôn Hình Hình cũng không phải không nghĩ đến vấn đề rời khỏi Hạ Thiên, nhưng vấn đề là cảm giác của nàng với hắn là rất tốt, cảm giác an toàn trên người hắn luôn làm nàng khó thể xa rời. Mà Hạ Thiên dậy bảo trương đại trụ, đánh phá đêm giai nhân, xông vào cục cảnh sát, tất cả làm cho địa vị của hắn trong lòng nàng ngày càng nặng. Dù hai người biết nhau còn chưa đến nửa tháng nhưng nàng mơ hồ sinh ra cảm giác khó thể rời khỏi Hạ Thiên. Tôn Hình Hình 16 tuổi đã rời khỏi nhà, suốt 6 năm nàng phấn đấu trong thành phố, tuy đã gặp quý nhân tương trợ nhưng thật ra cũng rất vất vả. Nàng cũng muốn tìm cho mình một chỗ dựa, mà vô tình Hạ Thiên giống như là hậu thuẫn quan trọng của nàng, nếu mất đi hậu thuẫn đó thì nàng không biết mình có thể tiếp tục chống đỡ được nữa hay không. Em là hoa hồng của anh, em là hoa. Chuông điện thoại chợt vang lên. Tôn Hình Hình cầm lấy xem xét, khi thấy tên người gọi thì chợt trở nên vui sướng, người điện thoại đến là Hạ Thiên. Hạ Thiên, chế thế này sao cậu điện thoại cho tôi? Tôn Hinh Hinh tiếp điện thoại, nàng nói: "Chị Hinh, tôi ở dưới lầu, tôi mang đến cho chị một lễ vật, chị xuống nhận đi." Hạ Thiên trả lời. Tôn Hinh Hinh chợt ngây người. "Hạ Thiên, cậu đã đến dưới lầu sao không lên? Lễ vật gì, cậu trực tiếp đưa lên không được sao?" "Chị Hinh, lễ vật khá lớn, tôi không đưa lên được." Hạ Thiên cười hì hì. "Thôi thì chị xuống lấy đi." tôi chờ chị. À, vậy thì được, tôi sẽ xuống. Tôn Hình Hình không biết Hạ Thiên làm trò quỷ gì, nhưng nàng vẫn quyết định đi xuống. Tôn Hình Hình xuống lầu, nàng thấy Hạ Thiên, nhưng ngay sau đó cũng thấy hai tay hắn trống trơn, nào có lễ vật gì. Hạ Thiên, cậu lừa tôi sao? Có lễ vật gì đâu? Tôn Hình Hình không khỏi hờn dỗi. Trễ rồi, tôi cũng không theo cậu ra ngoài dạo chơi được. Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn Tôn Hình Hình. Chị Hinh, tôi nào có lừa chị, lễ vật không phải ở đây sao? Đâu, sao tôi không thấy? Tôn Hinh Hinh vẫn không thấy gì. Hạ Thiên có chút giở khóc giở cười, một chiếc xe thể thao lớn như vậy mà Tôn Hinh Hinh không thấy sao? Chị Hinh, là chiếc xe này. Hạ Thiên không còn cách nào khác phải chỉ vào chiếc Ferrari ở bên cạnh, đáng lý ra chiếc xe này thuộc về Hoắc Tiểu Xuyên, bây giờ là của hắn. Á? À, Tôn Hinh Hinh hô lên một tiếng. Cặp mắt tròn xoe, đầu óc choáng váng. Tất nhiên nàng nhìn thấy chiếc xe này, nhưng nàng cũng biết đây là một chiếc Ferrari, nàng không biết giá cụ thể nhưng ít ra cũng vài triệu đồng. Nàng không nhìn thấy lễ vật vì không ngờ Hạ Thiên lại mang đến một chiếc xe thể thao. Tôn Hinh Hinh nghe Hạ Thiên nói trong điện thoại là lễ vật rất lớn, nàng tưởng rằng đó là búp bê hay gấu bông gì đó, vì vậy mà hắn không đưa lên ngay, chỉ là hắn bắt nàng xuống mà thôi nhưng nàng nào ngờ lễ vật lớn chính là một chiếc Ferrari giá vài triệu đồng. Hạ Thiên, cậu, cậu không nói đùa đấy chứ. Giọng nói của Tôn Hinh Hinh có chút run rẩy, rõ ràng nàng vẫn chưa thể tin. Chị Hinh, đây là chìa khóa, chị thử thì biết. Hạ Thiên đưa chìa khóa cho Tôn Hinh Hinh, sau đó hắn gãi đâu. Đúng rồi, chị Hinh, chị có biết lái xe không? Tôn Hinh Hinh ngơ ngác nhận chìa khóa, nàng mở khóa, xe Ferrari lập tức có hưởng ứng lúc này nàng đã tin mọi chuyện là thật hạ thiên tặng mình một chiếc xe thể thao hạ thiên chúng ta đi đón gió nhé tôn hình hình đột nhiên nói được hạ thiên lập tức đồng ý tôn hình hình cuối cùng cũng ngồi lên chiếc ferrari khi ngồi lên xe nàng có hơi run rẩy vài phút sau nàng mới lấy được sự bình tĩnh sau đó khởi động xe chậm rãi chạy ra tôn hình hình biết lái xe vài năm trước khi còn làm người giúp việc thì nàng đã được học lái xe nhưng cơ hội được lái xe là không nhiều Lúc này lần đầu tiên nàng được chạy Ferrari, vì vậy lúc đầu nàng chạy rất chậm, mãi một lúc lâu sau mới tăng tốc lên một chút. Gió mát gùa vào làm người ta thoải mái, Tôn Hinh Hinh không nói gì, nàng đi thẳng về phía trước, khi đến bờ sông mới dừng lại. Tôn Hinh Hinh quay đầu, nàng dùng ánh mắt khác thường nhìn Tôn Hinh Hinh, sau đó nàng khẽ hỏi. "Hạ Thiên, sao cậu đối xử tốt với tôi như vậy?" Chương 144, không chơi đùa với phụ nữ nhưng chơi với vợ hạ thiên nghe lời tôn hinh hinh mà dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng rồi nói chị hinh chị là vợ tôi sao tôi không tốt với chị cho được hạ thiên làm ra vẻ đương nhiên giọng nói rất tự nhiên tôn hinh hinh không khỏi thở dài khóe miệng nàng lộ ra nụ cười khổ hạ thiên cậu nên biết bây giờ tôi không có khả năng làm vợ cậu sao không có khả năng hạ thiên càng thêm kỳ quái chị hinh chị đã là vợ tôi rồi mà tôn hình hình có chút bất đắc dĩ nàng cuối cùng cũng nhớ đến vấn đề không nên so sánh hạ thiên với người thường vì hắn có những ý nghĩ không bình thường hạ thiên ý của tôi là cậu đã có vợ nếu tôi ở cùng một chỗ với cậu thì không thật sự là vợ vì pháp luật quy định một người đàn ông chỉ có một vợ mà thôi tôn hình hình khẽ giải thích bây giờ không phải thời cổ đại cậu nói có phải không hạ thiên có chút buồn bực đêm nay cảnh sát tỉ tỉ mắng cũng nói ra những lời này Ba vị sư phụ nói cho tôi biết đàn ông có thể nhiều vợ, bọn họ nói có rất nhiều người biểu hiện chỉ có một vợ, thực tế sau lưng có đầy vợ khác, nếu không sao những cô gái bán hoa làm ăn tốt như vậy. Hạ Thiên dùng giọng không phục nói, hắn ở trước mặt cảnh sát tỷ tỷ không có cơ hội phản bác, bây giờ có cơ hội, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Tôn Hinh Hinh chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn nói. Hạ Thiên, cũng không phải như vậy, đám đàn ông kia ra ngoài chơi gái và tìm vợ là hai chuyện khác nhau không đúng, thần tiên tỷ tỷ nói phụ nữ không dùng để chơi đùa, vì vậy tôi không chơi đùa với phụ nữ. Nếu tôi thích ai thì sẽ lấy nàng làm vợ. Hạ thiên dùng giọng hùng hồn nói. Thần tiên tỷ tỷ nói đàn ông chơi đùa với phụ nữ là không tốt, phải như tôi mới thật sự là đàn ông tốt. Tôn hình hình có chút giở khóc giở cười, đây rõ ràng là ngụy biện, anh không chơi gái nhưng tìm nhiều vợ cũng là vậy mà thôi nhưng tôn hình hình không thể không thừa nhận hạ thiên nói ra những lời như vậy cũng không phải hoàn toàn sai tuy nói pháp luật quy định một vợ một chồng nhưng thực tế có nhiều người đàn ông nuôi dưỡng nhân tình bên ngoài dù đàn ông không có tiền cũng có thể tìm gái ở bên ngoài những năm gần đây nếu đàn ông không phản bội vợ thì rõ ràng có thể coi là cực phẩm thậm chí còn bị người mắng là ngốc thậm chí ngay cả vợ cũng xem thường cảm thấy chồng không có bản lĩnh khi thấy tôn hình hình không nói lời nào thì hạ thiên có chút đắc ý xem ra ngày mai hắn nên dùng những lời này để nói với cảnh sát tỷ tỷ, mà cảnh sát tỷ tỷ chắc chắn sẽ tình nguyện làm vợ bé của hắn. Nhưng rõ ràng Hạ Thiên đắc ý quá sớm, Tôn Hinh Hinh trầm mặc một lúc lâu, sau đó nàng nói. Hạ Thiên, dù là thế nào thì cậu cũng đã có vợ, quan hệ giữa chúng ta không được người khác thừa nhận. Tôn Hinh Hinh thật sự rất mâu thuẫn, tuy nàng không phải là hạng gái thích tiền, nhưng là phụ nữ, dù là phụ nữ có tài sản vài triệu nhưng đột nhiên được tặng một chiếc Ferrari thì chắc chắn sẽ rất vui sướng, hơn nữa nàng chẳng qua chỉ là một bà chủ cửa hàng hoa với tài khoản ngân hàng chưa đến 100 ngàn. Lễ vật này thật sự có lực tấn công rất mạnh với Tôn Hinh Hinh, nàng thiếu chút nữa đã xông lên chủ động hiến thân cho Hạ Thiên. Tuy cả hai đã chạy một vòng đón gió, bây giờ nàng tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn rất kích động. Tôn Hinh Hinh không biết có phải Hạ Thiên đang phát động thế tấn công dồn dập với mình hay không nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì nàng sẽ rơi vào tay giặc mà điều làm nàng cảm thấy không còn sức lực chính là mình khó thể thoát đi chỉ có thể cầu xin hạ thiên tha cho mình nhưng vấn đề là hạ thiên có thể chủ động buông tha cho tôn hinh hinh nàng sao tôn hinh hinh cũng cảm thấy không có khả năng có lẽ trong lòng nàng cũng không muốn hạ thiên buông mình ra đúng lúc này hạ thiên lại phản hồi một câu chị hinh quan hệ giữa chúng ta sao phải cần người khác thừa nhận đây là chuyện giữa hai chúng ta không liên quan gì đến người ngoài. Tôn Hinh Hinh cuối cùng cùng bỏ qua ý niệm bàn luận với Hạ Thiên về vấn đề này, nàng cứ ngồi trong xe như vậy, khẽ nhắm mắt. Lúc này gió sông phả vào mặt nàng, điều này làm nàng cảm thấy rất thoải mái, mà sư việc đáng ghét kia cũng bị nàng lãng quên. Phương Hiểu như đang ngồi trước cửa hàng hoa, bây giờ đã 9 giờ mà Tôn Hinh Hinh còn chưa đi làm, nàng lên nhìn trang web của cửa hàng, cũng không có đơn đặt hàng nào. Sau khi trải qua sự kiện hacker thì không có bất kỳ đơn đặt hàng nào, thậm chí cửa hàng còn làm ăn bết bát hơn trước. Điều này làm Phương hiểu như hoài nghi đến vấn đề báo ứng, chẳng lẽ hack một ngày thì ế ẩm một tháng sao? Mấy ngày nay Phương hiểu như luôn lo lắng, nàng sợ rằng mình thất nghiệp, không phải vì cửa hàng làm ăn không hiệu quả, mà nàng cảm thấy tôn hình hình cả ngày cứ ngây ngẩn mất hồn, giống như không đặt tâm tư lên cửa hàng. Tất nhiên mọi thứ đều từ hạ thiên mà ra, Nhớ ngày xưa khi Hạ Thiên còn chưa xuất hiện thì 8 giờ Tôn Linh Hinh đã đến cửa hàng, nhưng bây giờ qua 9 giờ mà còn chưa thấy đâu. Một chiếc BMW chạy vào đại học Giang Hải, ngay sau đó dừng lại trước cửa hàng hoa. Phương Hiểu như chấn động tâm thần, chẳng lẽ anh đẹp trai chạy BMW lại xuất hiện, nói không chừng còn là vương tử BMW của nàng. Cửa xe mở ra, anh đẹp trai BMW đi xuống, Phương Hiểu như lập tức trợn trừng mắt, đây nào phải anh đẹp trai trong ảo tưởng của nàng. Đây không phải là tên Mập Vương Kiệt chết bầm sao? Khi Phương Hiểu Như thấy tên mập đi đến với nụ cười rạng rỡ thì nghĩ mình nằm mơ, tên mập chết bầm kia lấy đâu ra BMW, ảo giác, nhất định là ảo giác. Này, Phương Hiểu Như, sao có mình cô ở đây? Đại tẩu đâu? Tên mập vào cửa hàng nói. Phương Hiểu Như véo lên người chính mình, nàng thấy có cảm giác đau, vì vậy mà vẻ mặt chợt biến đổi, chẳng lẽ không phải nằm mơ. Mập, xe BMW của ai vậy? Phương Hiểu như cuối cùng phát hiện trong xe có tài xế, vì vậy trong lòng có chút cảm giác dễ chịu, chắc chắn là tên mập chỉ đi nhờ xe mà thôi. Tất nhiên là của anh. Tên mập đứng thẳng người, vẻ mặt và bộ dạng cực kỳ kiêu ngạo. Phương Hiểu như không tin, đánh chết nàng cũng không tin, vì vậy nàng đưa ra nghi vấn. Anh mua được xe này sao? Đây hình như là BMW đời thứ ba, tối thiểu cũng là 600 ngàn, anh có nhiều tiền như vậy sao? Này, Phương hiểu như, cô đừng xem thường người khác, biết rõ vì sao có câu lên voi xuống chó không. Bây giờ anh là đại ca, thủ hạ là trăm tiểu đệ, chỉ cần đám tiểu đệ hiếu kính một chút cũng là một triệu bạc, cô hiểu chưa? Tên mập vinh váo nói. Lừa gạt người khác à, đám tiểu đệ của anh có nhiều tiền vậy sao? Phương hiểu như vẫn chưa tin. Hừ, anh chẳng tranh luận với cô, anh tìm đại tẩu. Tên mập có chút kỳ quái. Đại tẩu không có ở nhà, sao không có ở đây? Kỳ quái, đúng là kỳ quái. Phương hiểu như đột nhiên dùng ánh mắt cảnh giác nhìn tên mập. Này, anh tìm chị Hinh làm gì? Tôi cảnh cáo anh, anh đừng tưởng rằng chạy BMW thì ngon, nếu anh có ý với chị Hinh, á. À. Phương hiểu như không thể nói thêm, lúc này tên mập kinh hoàng bụng miệng nàng. Sau một lúc vùng vẫy thì Phương hiểu như dùng ánh mắt có chút xấu hổ nhìn tên mập. Mập chết bầm, anh làm gì vậy? Này Phương hiểu như, cô đừng ăn nói lung tung nếu lời của cô được đại ca nghe thấy anh sẽ chết tên mập tức giận anh có thủ với cô sao dù có thủ oán cũng đừng hại nhau như vậy chứ người khác sẽ cho là mập tôi ăn gan báo phương hiểu như chợt ngẩn ngơ sau đó nàng bĩu môi nói đùa mà thôi anh sợ vậy sao hạ thiên sẽ không ăn thịt anh hơn nữa anh dù sao cũng không lăng nhăng bằng hạ thiên kia nếu so sánh thì tôi vẫn thấy anh tốt hơn hắn phương hiểu như tên mập gầm lên giận dữ là bạn bè với nhau cuối cùng tôi cảnh cáo cô nếu cô nói tầm bậy thì tôi sẽ trở mặt cô có tin tôi chỉ nói lời này với đám thủ hạ thậm chí tôi không cần ra lệnh cũng có người chém cô không phương hiểu như lập tức choáng váng nàng cũng chưa từng thấy tên mập nổi nóng như vậy chỉ đùa một chút mà thôi phương hiểu như lắp bắp nói phương hiểu như có vài câu nói đùa được nhưng cũng có những câu khó nói đùa được Tên Mập nói rất nghiêm túc. Chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn bè cùng chung hoạn nạn, cô có thể nói đùa với tôi, mắng tôi cũng không sao, tôi không so đo, nhưng nếu cô nói những lời làm tổn thương đến đại ca và đại tẩu, dù tôi bỏ qua cho cô thì đám đàn em cũng không bỏ qua. Phương Hiểu Như dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tên Mập, người này uống lộn thuốc sao? Mới vài ngày mà đã coi Hạ Thiên là ông nội rồi à? Phương Hiểu Như, cô cảm thấy rất khó hiểu phải không? tên mập hừ một tiếng. Trước kia chúng ta không lăn lộn giang hồ, cũng không biết rõ bọn họ thế nào, nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Người trên giang hồ thường nghĩa khí, hiểu được câu nói tri ân cần báo đáp, người nào đối xử tốt với bọn họ, như vậy bọn họ sẽ phục tùng bất cứ giá nào. Đêm qua đại ca đã tặng cho chúng ta 13 chiếc xe, mỗi chiếc đều có giá thấp nhất là 400 ngàn. Cô có cảm thấy những anh em kia nghe lời bất kính của cô với đại ca, bọn họ có thể sách đao đến chém cô không? Lúc này thì Phương hiểu như đã hoàn toàn choáng váng, nàng không kinh hoàng vì những người kia đến dùng đao chém nàng, mà nàng ngạc nhiên vì Hạ Thiên tặng nhiều xe như vậy cho đám côn đồ. Xe, xe BMW của anh cũng là Hạ Thiên tặng sao? Phương hiểu như cuối cùng cũng hiểu được. Đúng vậy, tên mập gật đầu. Dù đại ca bình thường không quan tâm đến chúng tôi, nhưng nếu chúng tôi xảy ra chuyện thì đại ca đến xử lý, mà đại ca có lợi thì cũng nhớ đến đám tiểu đệ chúng tôi, như vậy còn gì để chê? Phương Hiểu như cảm thấy mình lại có thêm nhận thức về Hạ Thiên, người này không có tiền dùng cơm nhưng rõ ràng có thể tặng người khác BMW, đây là điều khó tưởng. Tuy nói vợ hắn là Kiều Tiểu Kiều, nhưng Kiều Tiểu Kiều cũng không tùy tiện tặng BMW cho người ta như vậy. Hơn nữa tên mập nói Hạ Thiên có mười mấy chiếc, giá thấp nhất cũng là vài trăm ngàn. Đúng lúc này một chiếc xe chạy vào đại học Giang Hải, chiếc xe dừng lại ở phía sau BMW của tên mập khi nhìn thấy chiếc xe này thì Phương hiểu như chợt choáng váng, là Ferrari, là một chiếc Ferrari. chương 145, đem ông ta đi chôn Khi nhìn thấy người bước xuống từ chiếc Ferrari thì Phương hiểu như thiếu chút nữa đã rên lên thành tiếng, hôm nay tận thế rồi sao? Nếu không sao lại phát sinh những sự việc điên cuồng như vậy? Đầu tiên là tên mập chạy đến bằng một chiếc BMW, bây giờ chị Hinh lại chạy đến bằng Ferrari khi phương hiểu như thấy tôn hinh hinh tay trong tay với hạ thiên tiến vào cửa hàng thì không nhịn được phải hỏi chị hinh đừng nói là hạ thiên tặng ferrari cho chị nhé tôn hinh hinh nhìn hạ thiên ở bên cạnh nàng nở nụ cười thản nhiên hiểu như nếu không không phải cậu ấy tặng thì chỉ có thể mua ferrari chạy đi làm sao phương hiểu như cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn sụp đổ những năm gần đây trong đầu nàng có những ý nghĩ gì bây giờ tất cả đều không dùng được nửa tháng trước Hạ Thiên không có tiền dùng cơm, phải ứng trước lấy một ngàn tiền lương, mà nửa tháng sau hắn đã có thể tặng một chiếc Ferrari cho bà chủ cửa hàng hoa. Đại ca, đại tẩu. Tên mập tranh thủ thời gian đến chào hỏi. Mà tên tiểu đệ lái xe của tên mập cũng vội vàng xuống xe, hắn chạy đến trước mặt Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh khom lưng hành lễ. Chào Thiên ca, chào Thiên tẩu. Không cần khách khí như vậy. Tôn Hinh Hinh cảm thấy không quen. Cảm ơn Thiên tẩu tên tiểu đệ lại nhanh chóng chạy ra ngoài. mập sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi chạy đến đây? tôn hình hình có chút kỳ quái. đại tẩu, em có việc cần xin chỉ thị của chị. tên mập cung kính nói. tôn hình hình có chút buồn bực. chuyện gì? tên mập tranh thủ thời gian trả lời. đại tẩu là thế này, em nghĩ muốn sắp xếp người đến hầu hạ chị, hỗ trợ chị những công việc bình thường, ví dụ như giúp nấu cơm. Nói chính xác là không để đại tẩu phải làm việc nặng nhọc, không biết ý đại tẩu thế nào. Tôn Hinh Hinh chợt ngẩn ngơ. Điều này không cần, bây giờ trong cửa hàng cũng không có nhiều việc. Đại tẩu, bây giờ thân phận của chị không giống như trước, bên cạnh không có người chăm sóc là không được. Đại ca thì rất bận, chúng em đều là đàn ông, cũng không thuận tiện. A à, báo có một cháu gái, là người đến từ nông thôn, cũng có chút lanh trí, vì vậy muốn để cô ấy đi theo đại tẩu cũng coi như để đề phòng có chuyện xảy ra. Tên mập giải thích, người hắn nói đến chính là Đinh Linh, Đinh Báo cảm thấy để Đinh Linh ở bên cạnh mình thì sớm muộn gì cũng có chuyện, vì vậy hắn dứt khoát đưa nàng đến bên cạnh Tôn Hinh Hinh. Thân phận không giống như trước sao. Tôn Hinh Hinh có chút bất đắc dĩ, thân phận của nàng bây giờ quả thật đã không còn giống trước đó, tất nhiên điều kiện tiên quyết là nàng phải là người phụ nữ của Hạ Thiên. Nếu không thì nàng cũng chẳng khác gì trước kia. Tối qua Tôn Hình Hình đã ngủ luôn trong xe ở bờ sông, dù là ở trên xe nàng cũng ngủ rất ngon, nằm một giấc đến hừng đông mà không hề có những ác mộng như trước. Nàng biết đó là vì ở bên cạnh Hạ Thiên, điều này làm nàng cảm thấy rất an toàn thoải mái, nàng càng thêm ý thức được mình khó thể rời khỏi Hạ Thiên. Cũng được, trước tiên cậu đưa cô bé ấy đến đây. Tôn Hình Hình cuối cùng cũng gật đầu, có lẽ bắt đầu từ bây giờ nàng đã thích ứng với sự thay đổi thân phận. Vâng, đại Tẩu em phải đi đưa cô ấy đến." Tên mập đứng lên rất hưng phấn. "Đại ca, đại tẩu, em đi trước, lát nữa em sẽ quay lại." "Đi thôi." Hạ Thiên ngáp một cái, hắn có chút vô tình, tối qua Tôn Hinh Hinh không thoải mái vì vậy hắn cũng không thể ngủ ngon. Cuối cùng hắn phát hiện ra mình có thể ngủ trong sơn động nhưng khó thể ngủ ngon trong xe. "Hạ Thiên, có phải cậu không ngủ ngon? Nếu không cậu về nhà nghỉ trước đi." Tôn Hinh Hinh thấy Hạ Thiên ngáp liên tục, vì vậy mà không khỏi dùng giọng ân cần hỏi han hạ thiên còn chưa nói thì chuông điện thoại đã vang lên hắn thuận tay móc điện thoại rồi dùng giọng mất kiên nhẫn nói alo sư phụ là tôi đây anh đang ở đâu vậy trong điện thoại vang lên một âm thanh vui sướng như chim sẻ hạ thiên chợt ngẩn người sau đó hắn lập tức biết giọng nói này thuộc về triệu thanh thanh nhà đầu này từ hôm bị lãnh băng băng mang khỏi quán karaoke thịnh thế thì chưa từng xuất hiện điều này làm hạ thiên tưởng rằng nàng đã thay đổi ý kiến không còn muốn bái mình làm thầy nào ngờ bây giờ lại gọi điện thoại anh chưa thu em là đồ đệ hạ thiên có chút mất hứng triệu thanh thanh lập tức nôn nóng sư phụ anh không thể mất uy tín như vậy anh rõ ràng đã đồng ý rồi anh đồng ý khi nào hạ thiên bất mãn nói hắn nhớ mình chưa từng đồng ý triệu thanh thanh dùng giọng muốn khóc đến nơi nói sư phụ sao lại như vậy Người ta bị giam lỏng và cấm đoán nhiều ngày, bây giờ mới có thể điện thoại cho anh, vậy mà anh còn không nhận, anh làm tôi thất vọng rồi. Anh là đại hiệp, như vậy cũng phải có phong độ của đại hiệp chứ. Tôi không thèm nói chuyện với anh, tôi đi tìm chị Tiểu Kiều. Triệu Thanh Thanh cúp điện thoại, Hạ Thiên lại sững sờ, cái gì mà phong độ đại hiệp, có liên quan gì đến mình sao? Hắn cũng không muốn làm đại hiệp. Thanh Thanh à, Tôn Hinh Hinh không khỏi hỏi. Đúng là nha đầu này mặc kệ cô ấy, để cô ấy đi tìm Tiểu Kiều. Hạ Thiên Thuận miệng nói, hèn gì không thấy Triệu Thanh Thanh xuất hiện, ra ra bị nhốt ở nhà. Hạ Thiên cũng rất bất mãn với người cấm đoán Triệu Thanh Thanh, sao lại nhốt một người lâu như vậy. Ông xã, điện thoại kia. Điện thoại lại vang lên, Hạ Thiên không khỏi có chút buồn bực, không phải nha đầu Triệu Thanh Thanh nói đi tìm Tiểu Kiều sao. Chẳng lẽ thay đổi ý kiến rồi. Hạ Thiên xem điện thoại mà cảm thấy oan uổng cho Triệu Thanh Thanh, nhà đầu kia không thay đổi nhanh như vậy người điện thoại đến là liễu vân mạn hạ thiên lúc này có rãnh không giọng nói của liễu vân mạn trong điện thoại có chút bất đắc dĩ chị vân mạn có chuyện gì vậy hạ thiên hỏi vừa rồi mai tam thẩm gọi điện thoại đến cho tôi hình như tam thúc đã xảy ra chuyện muốn mời cậu đến xem liễu vân mạn nói hạ thiên tất nhiên sẽ không muốn đi chị vân mạn tôi cũng không muốn xem bệnh cho khỉ Hạ Thiên, Mai Tam thẩm hình như rất nôn nóng, cũng chưa biết tình hình cụ thể, cậu giúp tôi một lần nhé, đến xem tình huống thế nào. Liễu Vân Mạn cũng không còn biện pháp gì khác, tuy nàng rất bất mãn với Tam Thúc, nhưng dù sao đây cũng là Tam Thúc của nàng, dù xảy ra chuyện cũng không thể không quan tâm. Vậy thì được. Hạ Thiên tuy không tình nguyện giúp Liễu Kỳ, nhưng vợ nói thì phải giúp. Vậy cậu bây giờ đang ở đâu? Tôi đến đón. Liễu Vân Mạn hỏi. Liễu Kỳ có 5 bà vợ nhưng không ở cùng một chỗ với nhau, hắn mua cho mỗi bà vợ một căn nhà ở 5 khu vực khác biệt, như vậy để tránh cho các bà vợ thường xuyên đối mặt với nhau. Sau đó hắn mua một căn biệt thự ở khu đế cảnh Hào Viên, 5 bà vợ thay phiên nhau đến ở, mỗi bà một tuần. Không thể không nói thời gian của Liễu Kỳ phần lớn đều rất sung sướng, trách không được rất nhiều đàn ông trong thành phố Giang Hải phải hâm mộ. Tuần lễ này người làm bạn với Liễu Kỳ là Lý Lam, tuy đã hơn 40 nhưng nhìn qua giống như chỉ hơn 30, mà Lý Lam cũng là vợ được Liễu Kỳ thích nhất. Nghe nói cũng vì điều này mà Liễu Kỳ luôn cố gắng trên người Lý Lam, vì vậy mà Lý Lam sinh con cũng nhiều hơn những bà vợ khác. Lý Lam có hai nam một nữ, mà bốn bà vợ khác thì ngoài Mai Nhược Đình có một nữ, cả ba đều sinh con trai. Đêm qua Liễu Kỳ đột nhiên phục hồi lại năng lực thần kỳ của đàn ông, vì vậy mà hắn giúp Lý Lam chết đi sống lại cả đêm. Lý Lam ngủ một giấc đến sáng, đến khi nàng tỉnh lại thì lấy Liễu Kỳ lạng băng nằm ở bên cạnh. Lý Lam sợ phát khiếp, nàng cho rằng Liễu Kỳ đã chết, vì vậy tranh thủ điện thoại cho Mai Nhược Đình, vì quan hệ giữa nàng và Mai Nhược Đình là rất tốt. Sau khi Mai Nhược Đình đến biệt thự thì phát hiện ra Liễu Kỳ còn chưa chết, lão vẫn còn nhịp tim, tuy khá yếu nhưng rõ ràng vẫn còn sống. Sau khi biết Liễu Kỳ không chết thì Lý Lam thở vào một hơi, ngay sau đó đề nghị đưa Liễu Kỳ đến bệnh viện nhưng Mai Nhược Đình cảm thấy tình huống của Liễu Kỳ rất quỷ dị, nếu đưa đến bệnh viện thì sợ đám bác sĩ sẽ làm cho chết giấc. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui thì nàng liền điện thoại cho Liễu Vân Mạn, hy vọng có thể kéo Hạ Thần Y đến xem bệnh. Đến khi Liễu Vân Mạn và Hạ Thiên vào trong biệt thự, Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng hiểu vì sao Mai Nhược Đình không nói rõ trong điện thoại, thì ra đây là một việc rất xấu hổ. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà Mai Nhược Đình không muốn đưa Liễu Kỳ đến bệnh viện. Hạ Thiên nghĩ mãi mà không rõ, liễu kỳ này không phải bị liệt dương sao? Chẳng lẽ đã được chữa trị? Điều này không đúng, trừ hạ thiên ra thì chẳng có ai chữa tốt được cho liễu kỳ. Hạ thiên nghĩ vậy mà không khỏi nhìn sang Lý Lam, chẳng lẽ người phụ nữ này có sức quyến rũ đặc biệt, thậm chí còn chữa được cả bệnh liệt dương. Nhưng ngay sau đó hạ thiên đã chối bỏ ý nghĩ này, tuy người phụ nữ này rất xinh đẹp nhưng cũng không bằng mai nhược đình, cũng không thể có được năng lực gì quá mức. Ủa? Hạ Thiên nhìn Liễu Kỳ đang nằm yên không nhúc nhích trên giường, hắn có chút kinh ngạc, lần trước xem bệnh thì thấy người này có thể sống ít nhất là hai năm nữa. Nhưng bây giờ sao lại nhanh chóng đến tình trạng dầu hết đèn tắt rồi? Hạ Thiên, sao vậy? Liễu Vân Mạn hỏi, có gì đó là lạ? Hạ Thiên cầm lấy cổ tay của Liễu Kỳ, một lát sau hắn quay đầu hỏi Mai Nhược Đình và Lý Lam. Ngày hôm qua có người trị bệnh cho con khỉ này sao? mai nhược đình và lý lam thấy hạ thiên gọi chồng mình là khỉ thì có chút xấu hổ lý lam lắc đầu có lẽ là không nhưng hôm qua chồng tôi ở công ty tôi cũng không ở chung với ông ấy ngày hôm qua tôi có mặt ở công ty nhưng cũng không biết rõ chuyện của chồng nếu nói theo lý có người chữa tốt cho anh ấy thì chúng tôi cũng phải biết mai nhược đình lại nhíu mày liễu vân mạn nhíu mày hạ thiên rốt cuộc tam thuốc thế nào cậu có thể cứu tỉnh được sao Hạ Thiên ngáp một cái. Chị Vân Mạn, cũng không phải không cứu ông ta tỉnh lại được, nhưng phiền phức lắm, mà dù có tỉnh lại cũng không sống thêm được bao lâu, các người trực tiếp mang ông ta đi chôn được rồi. chương 146, Liễu Kỳ bị tính kế. Liễu Vân Mạn có chút giở khóc giở cười, Lý Lam và Mai Nhược Đình thì dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, người này sao có thể nói ra những lời như vậy? Người còn sống sao có thể mang chôn Hạ thần y, tôi biết chồng đắc tội với cậu, nhưng, cậu có thể nể mặt Tiểu Mạn và Tiểu Mộng, cậu có thể giúp chúng tôi lần đầu tiên, có thể cứu chồng tôi hay không? Giọng nói của Mai Nhược Đình có vài phần cầu khẩn. Đúng vậy, Hạ Thiên, trước tiên cứu tỉnh tam thúc đi. Liễu Vân Mạn cũng không nhịn được phải nói. Hạ Thiên nhìn ba người phụ nữ trong phòng. Các người muốn cứu tỉnh ông ta thật sao? Đúng vậy, Hạ thần y, kính xin cậu giúp đỡ. Mai Nhược Đình vội vàng nói. Liễu Vân Mạn lại cảm thấy có chút không đúng. Hạ Thiên, cứu tỉnh Tam Thúc có vấn đề gì sao? Cũng không có vấn đề, nhưng bây giờ cứu tỉnh thì ông ấy chỉ sống thêm được một tháng, à, nếu cứ để ngủ thì sẽ sống được một năm. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vì vậy tôi cảm thấy các người nên chôn sống ông ta cho đỡ rách việc. Như Đình, hừ, tôi thấy chúng ta nên đưa chồng đến bệnh viện. Lý Lam không nhịn được nữa, nàng cảm thấy Hạ Thiên không có chút thành ý. À, vậy thì tốt, tôi cũng không còn chuyện gì. Hạ Thiên đối với vấn đề này rõ ràng là cầu còn chưa được, hắn kéo Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, chúng ta đi thôi. Liễu Vân Mạn có chút bất đắc dĩ. Hạ Thiên, chờ chút. Liễu Vân Mạn quay đầu nhìn Lý Lam mà không khỏi thở dài, người nhà Tam Thúc có chuyện gì vậy? Hạ Thiên vốn cũng không muốn chữa bệnh cho Tam Thúc, mà bây giờ Lý Tam Thẩm lại hờn dỗi. Mai Tam Thẩm, Lý Tam Thẩm, các người thật sự muốn đưa tam thúc vào bệnh viện sao? Liễu Vân Mạn muốn xác nhận cho rõ ràng. Tiểu Mạn, nếu hạ thần y không muốn chữa bệnh cho tam thúc của cháu, chúng tôi cũng không thể ngồi đây chờ tam thúc của cháu bỏ mạng. Trong dòng nói của Lý Lam mang theo chút oán hận, nàng bắt đầu cảm thấy hạ thiên làm như vậy là vì Liễu Vân Mạn giật dây. Mai Nhược Đình cũng có chút bất đắc dĩ, nàng thở dài. Nếu chị Lam đã quyết định như vậy thì trước tiên cứ đưa đến bệnh viện rồi nói sau mà Lý Lam đã cầm lấy điện thoại. Liễu Vân Mạn thấy tình cảnh như vậy thì không còn biện pháp nào khác, nàng phải nói lời cáo từ với hai vị Tam Thẩm. Mai Tam Thẩm, Lý Tam Thẩm, chúng tôi đi trước, có chuyện gì cứ điện thoại là được. Lý Lam không quan tâm đến Liễu Vân Mạn, mà Mai Nhược Đình thì cảm thấy có lỗi, dù sao người cũng là nàng tìm đến, vì vậy nàng tiến hai người đến tận cổng. Hạ Thần Y, Tiểu Mạn, xấu hổ quá, chị Lam có chút hiểu lầm. Mai Nhược Đình dùng giọng ấy náy nói. Liễu Vân Mạn khẽ thở dài. Thôi được rồi, Mai Tam thẩm dù là bây giờ thì Hạ Thiên cũng không có khả năng chữa tốt cho Tam Thúc, chỉ mong bệnh viện có thể làm tốt. Khóe miệng Mai Nhược Đình lộ ra nụ cười khổ, nàng cũng hiểu Hạ Thiên vốn không đón chào Liễu Kỳ, bây giờ lại có một Lý Lam làm dối chuyện, nếu muốn Hạ Thiên tiếp tục chữa bệnh cho Liễu Kỳ thì rất khó. Hạ Thiên bĩu môi, bệnh viện sẽ trực tiếp cho về đợi chết thôi mai nhược đình nghe thấy hạ thiên nói như vậy thì càng bất an nhưng việc đã đến nước này nàng cũng không còn biện pháp nào khác mai tam thẩm chúng tôi đi trước liễu vân mạn thấy cứ tiếp tục nấn ná cũng không có tác dụng gì liễu vân mạn nói xong những lời này thì leo lên chiếc ai lăng màu trắng chạy khỏi khu đế cảnh hào viên liễu vân mạn ngồi trên xe cuối cùng cũng không nhịn được hỏi hạ thiên tam thúc sao lại biến thành bộ dạng như vậy có người chữa bệnh cho ông ta Hạ Thiên lười biếng nói. Có người dùng một phương pháp châm cứu không chính quy để ông ta tạm thời khôi phục lại năng lực đàn ông hùng mạnh. Tôi qua ông ta đã cùng Lý Lam chơi đùa cả đêm, sau đó di chứng phát tác. Như vậy có phải đã hết thuốc chữa rồi không? Liễu Vân Mạn không khỏi hỏi, nàng cảm thấy có chút nhức đầu. Nếu tam thúc mà chết đi thì sẽ là phiền toái rất lớn với Liễu Gia, chỉ cần phân chia tài sản cho năm bà vợ và hơn 10 đứa con cũng là phiền phức lớn. Đúng vậy, hạ thiên ngáp một cái chị vân mạn tôi có hơi buồn ngủ chị có thể tìm một chỗ nào đó để tôi ngủ được không liễu vân mạn không khỏi có chút ghen tuông buồn ngủ như vậy không phải tối qua cùng điên đảo cả buổi tối với tôn hinh hinh đấy chứ ghen thì ghen nhưng liễu vân mạn vẫn đưa hạ thiên về nhà mình hạ thiên nằm lên giường ngủ say sưa mà liễu vân mạn thì chạy đến bệnh viện đi làm biệt thự lâm ra lâm tử hào đang nằm trên ghế dựa hắn khẽ nhắm mắt bắt chéo hai chân một tay đưa lên làm gối, một tay gõ xuống ghế như vô thức. Người ngoài nhìn qua sẽ tưởng rằng hắn đang suy tư vấn đề nào đó. Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, khi đi đến cửa thì ngừng lại giống như đang chuẩn bị gõ cửa. Lúc này Lâm Tử Hào lại hít mắt, hắn mở miệng. "Danh Dương à, vào đi." Lâm Tử Hào mở to mắt, hắn xoay ghế hướng mặt ra cửa, cũng nhìn cao Danh Dương đang đi tới. "Hào ca, tiểu tử kia vừa từ trong nhà Liễu Kỳ đi ra." sau đó liễu kỳ được đưa đến bệnh viện xem ra tiểu tử kia cũng không có biện pháp vẻ mặt cao danh dương rất cung kính nói như vậy y thuật của hắn cũng không cao hơn âm tiên sinh lâm tử hào cười nhạt một tiếng sau đó hắn lạ thở dài danh dương xem ra tạm thời cậu vẫn phải nhịn phương pháp này không thể dùng trên người cậu nếu không cậu cũng sẽ giống như liễu kỳ tôi hiểu hào ca trong mắt cao danh dương chợt bùng lên hận ý tất nhiên là đối với hạ thiên Cao danh dương có chút trần trừ, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nói. Hào ca, anh biết chuyện xảy ra với Kỷ Minh và Hạ Vân Sơn không? Tất nhiên, Lâm Tử Hào cười nhạt một tiếng. Chắc chắn sau sự việc này thì Kiều Gia sẽ cùng một trận tuyến với tiểu tử kia. Cao danh dương lại kinh ngạc. Hào ca, anh nói tất cả đều là công lao của tiểu tử kia sao? Đúng vậy, cũng không biết tiểu tử kia dùng phương pháp gì mà Kỳ Minh phải khai ra tất cả những chuyện xấu xa đã làm lâm tử hào nói đến đây thì vẻ mặt có chút âm trầm danh dương chuyện lần này đã làm tôi ý thức trên người tiểu tử kia còn có nhiều bí mật chúng ta trước tiên cứ thử trước hậu chiêu của hắn trước đây chúng ta không thể xung đột chính diện với hắn nếu không tiểu tử kia dùng chiêu đã từng sử dụng trên người kỷ minh hắn sẽ lần ra tất cả nhóm người bên cạnh chúng ta như vậy sự việc sẽ phiền toái hào ca chẳng lẽ không còn cách gì đối phó với hắn sao cao danh dương cắn răng nói sẽ luôn có biện pháp nhưng chúng ta phải tìm biện pháp tốt nhất lâm tử hào lắc đầu danh dương người là chuyện lớn thì không nên đặt sự việc lên vấn đề ân oán tiểu tử kia quả thật là rất khó đối phó nhưng điều này cũng không phải quan trọng nhất với chúng ta cậu hiểu chưa vâng hào ca tôi đã hiểu nhưng tiểu tử kia rất đáng hận cao danh dương cắn răng nghe nói diệp mộng oánh đã chính thức thừa nhận hạ thiên là đàn ông của mình có chuyện này sao vẻ mặt lâm tử hào chợt biến đổi tôi cũng chỉ vừa được nghe cậu nói như vậy thì sự việc có chút phiền toái lâm tử hào có hơi trầm ngâm sau đó hắn lắc đầu nhưng lúc này sức khỏe diệp thiên nam đã không có vấn đề diệp mộng oánh lại tiếp nhận tập đoàn thiên nam bây giờ động vào diệp ra là rất khó tạm thời chúng ta cứ để bọn họ đấu tranh nội bộ với nhau sau đó mới dễ dàng ra tay hào ca anh nói đến tô ra sao vẻ mặt cao danh dương có chút kinh ngạc Lâm Tử Hào không nói gì, chỉ lộ ra một nụ cười sâu xa khó hiểu. Hạ Thiên tỉnh ngủ, bây giờ là 6 giờ, Liễu Vân Mạn còn chưa trở lại, mà điện thoại của hắn lại nhận được 10 cuộc gọi nhớ, cùng một số, một số lạ. Hạ Thiên không khỏi có chút buồn bực, ai gọi điện thoại cho mình nhiều như vậy? May mà không đánh thức hắn, nếu không hắn sẽ mắng người. Khi Hạ Thiên suy nghĩ nguyên man thì lại nhận được một cuộc điện thoại, là một dãy số lạ, nhưng dãy số này khác với dãy số vừa rồi. Alo, là ai vậy? Hạ Thiên nhận điện thoại. Trong điện thoại vang lên một âm thanh động lòng người. Xin hỏi có phải là Hạ Tiên sinh không? Chị Vân Thanh, là chị sao? Hạ Thiên chợt nghe được giọng nói của đối phương. Chị Vân Thanh, chị được thả ra rồi sao? Hạ Tiên sinh, sáng nay đã được thả ra rồi. Trong lời nói của Vân Thanh có chút trần chờ. Không biết tối nay Hạ Tiên sinh có rãnh không? Tôi muốn mời một bữa cơm. Rãnh chứ, tất nhiên là rãnh. Hạ Thiên vội vàng nói, có người đẹp hẹn dùng cơm, đặc biệt là người đẹp hắn muốn cướp làm vợ, hắn sao không rãnh cho được. Được, chúng ta gặp mặt ở quán Hồng Hồ Đường Đinh Tự, thế nào? Vân Thanh dùng giọng trưng cầu ý kiến để hỏi. Được, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên tất nhiên sẽ đáp ứng, hắn và nàng ăn mì còn được, chỗ nào mà chẳng tốt. Tất nhiên Hạ Thiên cũng không biết đường Đinh Tự nằm ở đâu, cũng chưa nghe nói đến quán Hồng Hồ. Nhưng cũng không có gì, chẳng phải có taxi sao? Sau khi đi hơn 30 phút thì Hạ Thiên đã đến quán Hồng Hồ, hắn cũng thấy Vân Thanh đang ngồi bên cạnh cửa sổ, vì vậy hắn trực tiếp đi đến ngồi xuống. "A, à, Hạ Thiên sinh, cậu đến rồi." Mãi đến khi Vân Thanh ngồi xuống thì Vân Thanh mới kịp phản ứng, mới một ngày không gặp mà Vân Thanh đã tiểu tụy khá nhiều, nhưng tiểu tụy cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng, ngược lại còn làm nàng thêm quyến rũ. "Chị Vân Thanh, tinh thần của chị không tốt lắm." có phải là có cảnh sát ức hiếp chị không? Nói cho tôi biết, tôi đánh hắn." Hạ Thiên ra vẻ căm phẫn nói. Vân Thanh lắc đầu, nàng miễn cưỡng nói: "Hạ tiên sinh, cảm ơn sự quan tâm của cậu, tôi cũng không phải chịu khổ trong đồn cảnh sát, bọn họ không làm tôi khó xử, nhưng những sự việc xảy ra trong vài ngày qua cũng làm tôi cảm thấy khó chịu." Vân Thanh đang nói thì thấy một người quen đi đến, vẻ mặt nàng chợt biến đổi, khi đang định quay đầu lại thì đối phương đã nhìn thấy nàng. Vân Thanh, trùng hợp quá, em cũng đến đây dùng cơm à. Người kia đi đến, đây là một người đàn ông trung niên, dung mạo bình thường, thậm chí còn có hơi mập. Vân Thanh nhìn người đàn ông trung niên, giọng nói có chút trào phúng. "Chủ nhiệm Trần, thấy tôi dùng cơm ở đây chắc anh thất vọng lắm phải không?" Chương 147, đánh tiểu nhân. Chủ nhiệm Trần kia nghe thấy Vân Thanh nói như vậy thì vẻ mặt có chút xấu hổ. "Vân Thanh, em nói gì?" em không có việc gì thì anh rất vui em là luật sư có khả năng ở phòng chúng ta tất nhiên phòng luật sư của chúng ta cũng không thể thiếu em chủ nhiệm trần nghe lời này của anh thì thiếu chút nữa em cũng cho rằng không phải là anh tố cáo em trốn thuế vân thanh cười lạnh một tiếng thuận tiện cũng nói cho anh biết bây giờ em không còn làm ở văn phòng luật sư của anh nữa vân thanh xem ra em có chút hiểu lầm với anh thế này đi trước tiên anh phải đi dùng cơm với một người bạn cũng không quấy dậy em chủ nhiệm Trần này có vẻ rất nhẫn nại, hắn cũng không nổi giận mà đi về phía một chiếc bàn dài. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của vị chủ nhiệm Trần, hắn hỏi. Chị Vân Thanh, người này là ai? Anh ta hại chị phải bị túm vào cục cảnh sát sao? Hắn ta là Trần Ích Dân, là ông chủ của tôi, là chủ nhiệm văn phòng luật sư. Lần này tôi bị đưa vào cục cảnh sát, tuy là kỳ nam gián tiếp dở trò nhưng người trực tiếp hại tôi chính là tên khốn này vân thanh tức giận nói đáng lý ra tiền thuế của chúng tôi đều do văn phòng đi nộp lúc trước làm việc rất tốt bây giờ hắn ta lại không thừa nhận còn tố cáo tôi trốn thuế tôi đi đánh hắn hạ thiên muốn đứng lên thôi bỏ vân thanh vội vàng nói chúng ta ăn cơm trước không cần phải mất công vì loại người này vậy thì được hạ thiên cũng không muốn vội vã đánh người hạ tiên sinh trước tiên cứ gọi món ăn cậu thích ăn gì Vân Thanh đưa menu cho Hạ Thiên. Hạ Thiên tùy tiện gọi hai món, sau đó hắn đưa cho Vân Thanh, nàng cũng gọi vài món. Sau đó nhân viên phục vụ tiến lên ghi tên các món, hai người bắt đầu chờ thức ăn được đưa lên. Hạ Thiên sinh, lần này thật sự phải cảm ơn cậu, tôi biết rõ lần này kỳ ra rất đài là công lớn của cậu, nếu không có cậu thì bây giờ tôi còn bị nhốt trong cục cảnh sát. Vân Thanh nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt có chút phức tạp. Trước đó nàng nghĩ rằng người này không đáng tin, lần nào nàng cũng từ chối yêu cầu trợ giúp của hắn. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu, nếu không có hắn thì đời này của nàng căn bản đi tong, đến lúc đó khó thể bảo vệ bản thân, chưa nói đến vấn đề đến giúp Mạc Tử Luân và Lệ San lấy lại công bằng. Hạ Thiên cười hì hì. Chị Vân Thanh, không cần cảm ơn, nếu tôi không cứu chị ra, sao chị có thể làm vợ tôi được? Vân Thanh có chút ngẩn ngơ, nếu là ngày hôm qua thì nàng chắc chắn đã rất tức giận, nhưng bây giờ nàng không nổi giận dù sao người này cũng vừa có công lớn với mình hạ tiên sinh cậu cũng đừng nói đến những lời đùa vui thế này nữa giữa hai ta là không thích hợp hơn nữa tôi cũng nghe nói cậu đã có bạn gái giọng nói của vân thanh có chút mất tự nhiên sao lại không phù hợp hạ thiên cũng không ủng hộ cách suy nghĩ này chị vân thanh tôi cảm thấy hai ta rất thích hợp vân thanh lúc này không biết nói gì cho phải chỉ cần nhìn tình cảnh bây giờ thì sau này nàng phải đứng xa hạ thiên ra một chút Tên khốn này có khuynh hướng leo lên người chị, rõ ràng vẫn còn ý đồ với nàng. Đúng lúc này Trần Ích Dân lại đi đến. "Vân Thanh, em đến đây, anh giới thiệu cho em hai vị khách quý." "Chủ nhiệm Trần, nếu có khách quý thì anh cứ giữ lại, cũng không cần giới thiệu cho tôi làm gì." Vân Thanh tức giận nói. Trần Ích Dân nở nụ cười xấu hổ. "Vân Thanh, hai người bạn kia muốn làm quen với em, thôi thì em nể mặt theo chân anh nói chuyện vài câu, uống vài ly rượu." chủ nhiệm Trần, sao tôi phải nể mặt anh? Vân Thanh cười lạnh, nếu đã là bạn anh thì không là bạn tôi, anh dựa vào cái gì nói tôi phải uống rượu với bọn họ. Vẻ mặt Trần Ích Dân cuối cùng cũng trở nên rất khó coi, hắn dùng ánh mắt tức giận nhìn Vân Thanh. Này Vân Thanh, hai vị kia chính là người trong pháp đình, anh giới thiệu cũng muốn tốt cho em, em cũng đừng ngu ngốc như vậy. Tôi ngu ngốc thì sao? Thì thế nào? Vân Thanh cười lạnh một tiếng. Đừng nói là người pháp đình cấp tỉnh và thành phố, dù là chính pháp chu. Tôi cũng không đi, tôi là luật sư, không phải gái. Quán ăn hồng hồ này làm ăn bình thường, đại sảnh dùng cơm khá yên tĩnh, lúc này Vân Thanh tức giận nên khá lớn tiếng, tất nhiên nàng đang cố ý cho những người bạn của Trần Ích Dân nghe thấy. Hai người đàn ông phía bên kia đứng dậy đi ra, một người hơn 40, mà một người còn lại cũng chỉ hơn 20. Người đàn ông trung niên có bộ dạng khá giống Trần Ích Dân nhìn qua rất bình thường ngược lại người đàn ông trẻ tuổi thì khá cao to có chút anh tuấn luật sư vân đúng là rất mạnh mẽ người đàn ông trung niên đi về phía vân thanh hắn cầm hai ly rượu trên tay nếu luật sư vân không muốn đi thì chúng tôi đến mời ly rượu luật sư vân chẳng lẽ không nể mặt sao người đàn ông trung niên vừa nói vừa đưa chén rượu cho vân thanh tôi còn tưởng là ai thì ra là chán án chu vân thanh cũng không nhận rượu xấu hổ quá hai ngày nay tôi vừa lúc không cảm thấy thoải mái cũng không uống được rượu chỉ là một ly mà thôi có gì mà không thể tranh án chu trợt mất vui luật sư vân sau này chúng ta còn có nhiều cơ hội liên hệ chẳng lẽ em không nể mặt sao vẻ mặt vân thanh trợt biến đổi tất nhiên nàng nghe thấy hương vị uy hiếp trong lời nói của đối phương tên họ chu này chính là một phó tranh án của tòa án nhân dân thành phố mà vân thanh là luật sư dân sự nếu đối phương cố ý gây khó, sau này những vụ án nàng tiếp nhận sẽ sinh ra nhiều phiền phức. Vân Thanh đang do dự có nên trở mặt với tên họ Chu này không thì Hạ Thiên ở bên cạnh đã không nhịn được. "Này, đám người các anh bị điên sao? Biết điều thì nhanh chóng cút sang một bên, nếu không tôi đánh vang ra bây giờ." Hạ Thiên rất căm tức, hắn và Vân Thanh khó khăn lắm mới có được một bữa tối, sao đám khốn nạn này dám đến gây loạn. Nghe nói như vậy thì vẻ mặt ba người Trần Ích Dân chợt biến đổi đám người nhìn về phía Hạ Thiên, giống như lúc này bọn họ mới phát hiện ra sự có mặt của hắn. Vẻ mặt tránh án chu chờ trầm xuống. Này người thanh niên, nói cũng phải biết lau miệng cho sạch, đừng tự tìm phiền phức. Cút! Hạ Thiên trừng mắt nhìn đối phương. Vân Thanh, đây là bạn em sao? Sao tố chất thấp kém như vậy? Trần Ích Dân nói với vẻ mặt tức giận. Bốp! Hạ Thiên vung một tát lên mặt Trần Ích Dân. Mày dám hãm hại chị Vân Thanh, tao đã muốn đánh mày từ lâu rồi. Cái tát của Hạ Thiên làm cho Trần Ích Dân tỉnh mộc, một lúc lâu sau hắn mới kịp phản ứng, hắn tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Cậu, cậu dám đánh tôi, tiểu tử, cứ đợi đấy mà vào tù ngồi. Bốp, Hạ Thiên lại cho một bà tai. Bảo mày cút, mày không nghe thấy sao. Tốt, tiểu tử, con bà mày rất giỏi, có ngon thì đứng đấy chờ tao. Trần Ích Dân vuốt gò má nóng bỏng, hắn chỉ kém mức tức điên lên, Sống đến 40 tuổi, không ngờ bây giờ cũng có người dám cho hắn vài tát. Thằng khốn, đúng là loại khốn kiếp. Tranh án Chu cũng tức giận. Mau báo cảnh sát, phần tử bạo lực này phải cho vào tù. Bốp. Hạ Thiên lại vung một tát, lúc này người được hưởng quả đập là Tranh án Chu, ngay sau đó hắn cũng không để cho đối phương có cơ hội mở miệng, hắn dùng tay nhấc bổng đối phương ném ra cửa quán ăn. Hai người các anh muốn tự mình cút đi hay muốn như thằng ngu kia? hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn người đàn ông trẻ tuổi và trần ích dân tự đi người đàn ông trẻ tuổi nói cậu đã có gan đánh người chắc cũng có gan đợi cảnh sát đến chứ gọi cảnh sát đến nhanh lên tôi dùng cơm xong mới đi hạ thiên phất tay hắn cũng không sợ cảnh sát người đàn ông trẻ tuổi vừa đi ra cửa quán vừa điện thoại này tiểu an à là tôi có chút chuyện xin hỏi tiên sinh các người các người còn cần dọn thức ăn nữa không? Một nhân viên phục vụ đi đến bên cạnh nói. Không có thì ăn cái gì bây giờ? Hạ Thiên có chút mất vui, người này mù mị đầu óc rồi à? Một câu hỏi như vậy cũng hỏi được. Vân Thanh lại trợn mắt há mồm, người này nóng tính vậy sao? Nói đánh người là đánh người, thậm chí đánh cả Tránh án Chu và Trần Ích Dân, bây giờ người ta báo cảnh sát thì làm sao giải quyết sự việc đây? Này, Hạ tiên sinh Cậu có quan hệ rất tốt với đội trưởng lãnh phải không? Có gọi điện thoại cho cô ấy để chào hỏi không? Vân Thanh không nhịn được phải nói. Chào hỏi làm gì? Hạ Thiên có chút mê hoặc. Điều này, để bọn họ đừng đến bắt người. Vân Thanh có chút không rõ, người này không hiểu hay giả vờ vậy? Chúng ta cứ dùng cơm, bọn họ muốn đến quấy rối thì tôi đánh cũng là đương nhiên, cảnh sát dựa vào điều gì để bắt tôi? Hạ Thiên không quan tâm. Chị Vân Thanh món ăn lên rồi chúng ta cứ dùng cơm trước đừng quan tâm đến đám khốn kiếp kia món ăn đã được đưa lên vân thanh cũng không có tâm tình dùng cơm mà hạ thiên ngày hôm nay còn chưa dùng cơm trưa đã sớm đói bụng vì vậy lần này vân thanh ăn rất thuộc nữ mà hạ thiên thì như quỷ đói đầu thai tình huống ăn uống bây giờ khác biệt hẳn với khi ở quán mì cũng hợp với lẽ thường đợi đến khi thức ăn trên bàn đã bị tiêu diệt hơn phân nữa thì một nam một nữ cảnh sát đi đến tiểu bạch Thằng mù nào đánh cậu? Tên cảnh sát nam hỏi người đàn ông trẻ tuổi. "À, là vì kia." Người đàn ông được gọi là Tiểu Bạch chỉ vào Hạ Thiên. Tên cảnh sát nam tiến đến cạnh bàn rồi vỗ vai Hạ Thiên. "Này, tiểu tử, sao đánh bạn tôi?" Hạ Thiên quay đầu rất bất mãn. "Có người nói chuyện với đại ca như vậy sao?" Tên cảnh sát chợt há hốc mồm. "Hạ, Hạ, Hạ, Hạ Thiên, sao lại là anh?" "Là tôi thì sao?" Hạ Thiên nhìn về phía nữ cảnh sát. Này, hai người đi với nhau à? Có phải chuẩn bị thuê phòng khách sạn không? À, Hạ Thiên, nói nhỏ một chút, nhỏ một chút. Cảnh sát nam vội vàng nói. Mà người đàn ông tiểu bạch ở bên cạnh chợt sướng sốt. Tiểu An, các người biết nhau sao? Tiểu An là Hoàng An Bình, mà nữ cảnh sát đi cùng hắn là Tiêu Mai. Hạ Thiên đoán không sai, hai người chuẩn bị đi thuê phòng làm công tác, hoạt động kép, nhưng lại nhận được điện thoại của Tiểu Bạch nên chạy tới. Nào ngờ người mà Tiểu Bạch muốn bắt lại chính là Hạ Thiên, nói đùa à, chưa nói đến vấn đề bắt Hạ Thiên, dù thật sự muốn bắt thì Hoàng An Bình cũng không dám. À, Tiểu Bạch, chúng ta ra ngoài tâm sự một chút. Hoàng An Bình khoác vai Tiểu Bạch, cả hai tranh thủ đi ra ngoài. Trường 148, tôi là đàn ông đẹp trai. Hoàng An Bình ôm vai Tiểu Bạch đi khỏi cửa quán ăn hồng hồ, sau đó hắn khẽ nhìn chung quanh rồi nói tiểu bạch sao cậu lại đắc tội với hạ thiên tiểu tử kia tên là hạ thiên sao tiểu bạch nhíu mày hình như tôi đã nghe qua tên người này không phải tên đã chữa bệnh cho cậu đấy chứ biết vậy là được chính là cậu ấy việc này cậu nên nhìn đi nhìn bộ dạng cậu có lẽ không bị thương như vậy cũng là may mắn những người dính vào cậu ấy rất ít khi không bị thương hoàng an bình khẽ nói tiểu bạch gật đầu Đi, dù sao chúng ta cũng là anh em 20 năm, cậu ta là cha mẹ tái sinh của cậu, tôi cũng không muốn so đo với cậu ta. Hơn nữa cậu ấy cũng không đánh tôi, chỉ đánh tránh án Chu và Trần Ích Dân mà thôi. Tiểu Bạch, cậu ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy. Hoàng An Bình có chút gấp gáp. Không phải tôi cần cậu nể mặt, cậu đừng nên đụng vào cậu ấy, cũng như cậu đã nói, chúng ta là anh em 20 năm, tôi cũng không muốn có chuyện xảy ra với cậu. Tiểu Bạch chợt ngây người, Tiểu An, cậu nói lời này, tôi không được chọc vào hắn sao? Dù có chút bất đắc dĩ nhưng Hoàng An Bình vẫn gật đầu. Đúng vậy, Tiểu Bạch, đừng nói đêm nay cậu ta không đánh cậu, dù cậu ta thật sự ra tay thì cũng phải nhịn, sau này nếu thấy đối phương thì nên tránh xa, đừng đến gần cậu ấy. Cậu ta có địa vị gì? Tiểu Bạch lúc này đã thật sự kinh ngạc. Tiểu Bạch thật ra có họ Bạch, tên là Bạch Thắng Thiên, là bạn bè cùng lớn lên từ nhỏ với Hoàng An Bình, hai bên tất nhiên biết rất rõ tư nguyên của nhau cha của hoàng an bình là cục trưởng cục công an thành phố giang hải mà cha của bạch thắng thiên chính là tránh án tòa án nhân dân thành phố giang hải tuy cũng không phải cán bộ cao cấp nhưng bọn họ trước nay chưa từng sợ ai lai lịch cậu ta rất phức tạp thế này đi tôi giới thiệu đơn giản một chút cậu ta là đàn ông của kiều tiểu kiều chỉ với điểm đó chúng ta cũng khó trêu vào hoàng an bình suy nghĩ một chút rồi nói bạch thắng thiên chợt sướng sốt một lúc lâu sau hắn mới hỏi là kiều tiểu kiều xưng hùng xưng bá kia sao tôi đã cố ý tra tên ở cục cảnh sát ở thành phố giang hải chỉ có một kiều tiểu kiều mà thôi hoàng an bình trả lời bạch thắng thiên lộ ra nụ cười khổ xem ra chúng ta không thể trêu vào tiểu bạch là anh em nên tôi nói thật tôi rất sùng bái hạ thiên tôi còn bái cậu ta làm đại ca cậu ta là người chữa tốt bệnh cho tôi còn giúp tôi cưa đổ tiêu mai điều này còn chưa nói, mấy ngày trước tôi thiếu chút nữa bị người ta bắt gian, Hạ Thiên đơn giản đưa chúng tôi từ lầu 12 xuống đất an toàn. Nói tóm lại cậu ta cực kỳ hùng mạnh, thậm chí ngay cả một người đẹp băng giá ở cục cảnh sát không ai dám cưa cẩm, nhưng cậu ta lại thu phục được cô ấy, cậu đã gặp qua người nào mạnh mẽ thế này chưa? Hoàng An Bình nói một hơi hơn 10 câu, Bạch Thắng Thiên nghe vậy mà trợn mắt há mồm, hắn biết rõ Hoàng An Bình sẽ không gạt mình, mà Hạ Thiên này đúng là quá mạnh bạch thắng thiên trầm mặc một lúc lâu rồi văng tục một câu con bà nó sao tôi lại vô duyên vô cớ đắc tội với một người như vậy không có gì hạ thiên còn chưa đánh cậu vì vậy sẽ không quan tâm đến cậu chỉ cần cậu đừng động vào cậu ta là được hoàng an bình an ủi bạch thắng thiên sau đó hắn quay đầu nhìn chu đông và trần ích dân đang đứng trước cửa quán ăn đưa hai con dê già kia đi thôi tôi vào chào hỏi hạ thiên được đúng rồi tiểu an có chuyện muốn hỏi cậu, hình như cục công an thành phố tối qua bắt được nhiều người lắm thì phải. Bạch Thắng Thiên nhớ đến một chuyện, hắn hỏi. Sao cậu biết? Hoàng An Bình có chút kinh ngạc, chuyện này tạm thời vẫn được coi là bí mật. Biết được từ miệng Trần Ích Dân, cũng không biết hắn nhận được tin từ đâu, giống như bây giờ hắn cũng khá vội. Bạch Thắng Thiên nói với vẻ mặt hèn mọn. Hắn nói kỳ ra rơi đài, Hạ Vân Sơn cũng bị kỷ luật, ngay sau đó còn ngã một mảng lớn, nhưng cha tôi còn chưa nói gì về vấn đề này, tôi chỉ vừa nghe hắn nói mà thôi. À, việc này là thật. Hoàng An Bình hạ giọng. Tôi lén nói cho cậu biết, cậu đừng truyền chuyện này ra ngoài, việc này do Hạ Thiên làm, bây giờ cậu đã thấy Hạ Thiên Châu bỏ thế nào chưa? Cái gì? Bạch Thắng Thiên kêu lên một tiếng, vẻ mặt rung động, sau đó hắn khẽ nói. Điều này, đây là những gì đối phương làm ra sao? tiểu tử kỳ minh kia hôm nay ở cục cảnh sát đã nói hắn bị hạ thiên và người đẹp băng giá bức cung người đẹp băng giá không thừa nhận còn hạ thiên cũng không phải là cảnh sát tất nhiên cũng không nói có bức cung hơn nữa trên người kỳ minh lại không có bất kỳ vết thương nào tất nhiên sẽ không có chứng cứ gì vì thế chẳng làm gì được nhau hoàng an bình nhanh chóng nói nhưng ai cũng biết rõ đây có lẽ là sự thật chỉ có kỳ minh bị bức cung mới khai ra tất cả hành vi xấu xa của cha hắn vì vậy kỳ gia mới rơi dụng vẻ mặt bạch thắng thiên có chút tái nhợt lần này hắn thật sự bị dọa hoảng sợ ngay cả kỳ gia còn bị đối phương đánh dụng bạch gia tính là cái gì mẹ kiếp trần ích dân và chu đông đúng là hai lão già dê khốn nạn thiếu chút nữa đã hại chết ông rồi một lúc lâu sau bạch thắng thiên mới tức giận mắng là bọn họ vừa ý vân thanh lại cố ý giật dây tôi tôi thật sự rất oan uổng cũng không thích lên người chị được rồi được rồi không nên lo lắng như vậy Hạ Thiên cũng không thèm quan tâm đến chuyện vừa rồi đâu, cậu nên đưa hai lão giả dê kia đi, có tôi ở đây là được, chuyện khác để sau này hãy nói. Hoàng An Bình tiếp tục an ủi Bạch Thắng Thiên. Được, Tiểu An, lần này nhờ vào cậu, tôi thì không sao, chỉ sợ liên lụy đến cha. Bạch Thắng Thiên nhìn Trần Ích Dân và Chu Đông. Trước tiên tôi đi thu phục hai lão già dê kia đã. Bạch Thắng Thiên nói xong những lời này thì đi về phía Trần Ích Dân và Chu Đông. Thắng Thiên. Chu Đông vừa mở miệng thì lập tức đón nhận ánh mắt hung tợn của Bạch Thắng Thiên. Hai người các anh muốn chết thì tự mình tìm đường chết, đừng kéo tôi vào. Bạch Thắng Thiên nổi giận mắng, tuy giọng nói không quá lớn nhưng cực kỳ tức giận. Chu Đông và Trần Ích Dân lập tức choáng váng, bọn họ tất nhiên biết rõ địa vị của Bạch Thắng Thiên, tưởng rằng hắn sẽ giúp hai người gỡ gạc chút mặt mũi. Nào ngờ Bạch Thắng Thiên gọi cảnh sát đến nhưng hai bên hàn huyên một lúc thì quay về mắng người còn đứng ngây ra đó làm gì mau cút đi thôi bạch thắng thiên dùng ánh mắt hung hăng nhìn hai người trần ích dân này bình thường tôi rất nhãn nhận hôm nay cũng phá giới với hai lão già dê các anh trần ích dân và chu đông đưa mắt nhìn nhau cả hai đều nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt đối phương nhưng lại không làm gì được hai người bọn họ một là luật sư một là cấp dưới của cha bạch thắng thiên nào dám đắc tội với bạch thắng thiên tuy không biết vì sao sự việc lại phát triển đột nhiên như vậy dù cũng không cam lòng nhưng lúc này hai người Trần Ích Dân cũng không thể không bỏ đi theo lệnh của Bạch Thắng Thiên. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi địa phương thị phi này, mà trong lòng cũng không chỉ ghi hận với Hạ Thiên và Vân Thanh, trong đó còn có phần của Bạch Thắng Thiên. Hoàng An Bình lúc này lại đi đến trước mặt Hạ Thiên, hắn cười ngượng ngùng. Hạ Thiên, cậu cùng dùng cơm với luật sư Vân sao? Nói nhảm. Hạ Thiên liếc mắt. Tôi nói hai người mau mà đi mướn phòng đi, đừng quấy rầy chúng tôi. À, được rồi, chúng tôi đi ngay. Hoàng An Bình có chút xấu hổ. Hạ Thiên nhìn Hoàng An Bình rồi nhíu mày. Các người đi mướn phòng mà cũng mặc đồng phục cảnh sát sao? Không biết an phận một chút à? Đừng để người ta lại đến bắt gian rồi kéo tôi đến hỗ trợ. Tôi cũng không có tâm tình chuyên đi giúp hai người xử lý những chuyện nhàm chán. À, hiểu rồi, Hạ Thiên, chúng tôi đi trước. Hai người chậm rãi dùng cơm. Hoàng An Bình có chút buồn bực, hắn vừa mới ra khỏi cục cảnh sát, sao có thời gian thay đổi quần áo. Mãi đến khi Hoàng An Bình và Tiêu Mai rời đi thì Vân Thanh cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Hạ tiên sinh, như vậy là xong rồi sao? Chị Vân Thanh, có gì à? Hạ thiên dùng giọng kỳ quái hỏi. Vân Thanh nghẹn họng không biết nói lời nào. Nàng nhớ rõ khi rời khỏi cục cảnh sát thì Lý Bình có nói với nàng đây là công lao của Hạ Thiên, vì hắn tìm được chứng cứ mà kỳ ra rất đài dù nàng chủ động mời Hạ Thiên dùng cơm cảm ơn nhưng dù sao vẫn có chút hoài nghi với vấn đề này. Nhưng bây giờ nàng mới ý thức được năng lượng của Hạ Thiên, rõ ràng mạnh hơn nàng tưởng. Thật ra Vân Thanh cũng chỉ là một luật sư bình thường dù là Trần Ích Dân cũng có thể ép nàng, mà phó tranh án Chu Đông kia càng có lực uy hiếp với nàng. Nhưng bây giờ hai người kia bị Hạ Thiên đánh cho một trận mà xám xịt chạy mất, mà hắn cũng không quan tâm đến vấn đề này. Vân Thanh nhìn gương mặt thanh tú và còn có chút ngây ngô của Hạ Thiên mà cặp mắt sách có che phủ chút sương mù. Người này rõ ràng là chỉ là một thanh niên mới lớn, nàng cũng không hiểu một thanh niên thì có không bình thường. Chị Vân Thanh, chị nhìn tôi như vậy, có phải thích tôi rồi không? Âm thanh cười hì hì của Hạ Thiên chợt vang lên. Tôi đã nói rồi, chị nhất định sẽ thích tôi. Vân Thanh nghe thấy đối phương nói như vậy mà chợt giật mình tỉnh táo trở lại, lúc này nàng mới ý thức được vấn đề, vừa rồi mình nhìn hạ thiên bằng ánh mắt quái lạ vì thế mà gương mặt nàng chợt hơi đỏ nàng trăn thủ thời gian thu hồi ánh mắt sau đó khẽ ho khan nói hạ tiên sinh cậu đừng hiểu lầm chẳng qua vừa rồi tôi nghĩ về một vấn đề cũng không phải nhìn cậu mà ngây người chị vân thanh gạt người không phải là thói quen tốt hạ thiên cười hì hì ánh mắt vừa rồi của chị rất chuyên chú điều đó nói rõ chị đang nhìn tôi nếu chị đang nghĩ về vấn đề khác thì ánh mắt sẽ không có tiêu điểm, nhưng vừa rồi rõ ràng là khác. Vân Thanh bị Hạ Thiên vạch trần lời nói dối nên càng xấu hổ, lúc này nàng không biết nói sao cho phải. "Chị Vân Thanh, tôi là đàn ông đẹp trai, chị yêu tôi cũng là bình thường." Hạ Thiên còn bồi thêm, "Tôi cũng thích chị, vì vậy chị nên làm vợ tôi." Vân Thanh có chút giở khóc giở cười, "Đàn ông đẹp trai sao? Hạ Thiên có liên quan gì đến chữ đẹp sao?" hạ tiên sinh cậu hiểu lầm rồi vân thanh chăm chú nhìn hạ thiên tôi thừa nhận vừa rồi đã nhìn cậu nhưng chẳng qua tôi chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi chưa đủ để nói tôi thích cậu tôi cũng nói rõ ràng cho cậu biết tôi sẽ không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn mình vì vậy nên phải xin lỗi tuy tôi rất cảm tạ đại ân của cậu nhưng tôi sẽ không thích cậu hạ thiên cũng không có chút thất vọng hắn nở nụ cười sáng lạn chị vân thanh chị bây giờ có hiếu kỳ với tôi sau này hiểu rõ tôi thì nhất định sẽ yêu tôi. chương 149, chặt đứt ngũ chi của nó. Vân Thanh không nói gì, trong lòng cũng đã có quyết định, ăn xong bữa cơm này sẽ cắt đứt quan hệ với Hạ Thiên, cũng tuyệt đối không quan tâm đến chuyện của hắn. Hạ Thiên sinh, chúng ta nên dùng cơm cái đã. Vân Thanh trước đó không ăn vì tâm tình không tốt, bây giờ nàng lại cảm thấy đói. Hạ Thiên đã ăn nó, hắn cứ ngồi nhìn chằm chằm Vân Thanh dùng cơm, điều này làm nàng cảm thấy không được tự nhiên. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên chợt vang lên, cũng xem như trợ giúp Vân Thanh. Hạ Thiên lấy điện thoại ra nhìn, hắn phát hiện là số điện thoại đã gọi cho mình cả chục lần trước đó, vì vậy hắn dùng giọng mất hứng hỏi. Này, ai vậy? Sao gọi đến nhiều như vậy? Chồng à, là em, em là Giao Giao. Bên kia vang lên âm thanh nũng nịu nhưng nghe có vẻ giả tạo, rõ ràng người này không có thói quen làm nũng hạ thiên cuối cùng cũng hỏi người điện thoại đến là sở giao cũng không biết nàng hỏi được số điện thoại của hắn từ nơi nào em tìm anh làm gì hạ thiên vội hỏi sở giao ngoài vấn đề thích nói tục thì thứ gì cũng phù hợp với khẩu vị của hắn chồng em nhớ anh sở giao nũng nịu anh đang ở đâu anh đang dùng cơm ở quán hồng hồ đường đinh tự hạ thiên nói ra địa chỉ của mình à chồng cứ chờ đó em sẽ đến ngay sở giao nhanh chóng nói một câu rồi cúp điện thoại ba phút sau một chiếc ferrari màu đỏ dừng lại trước cổng quán ăn hồng hồ một cô gái cao giáo khêu gợi xuống xe chạy vào chồng cô gái nhìn thấy hạ thiên thì phóng đến hạ thiên nhìn sở giao đang phóng đến mà có chút mất hứng sao tóc em lại đổi màu rồi sở giao ngẩn người chồng anh nói em nhuộm màu trắng mà thì ra sở giao bây giờ thu hút sự chú ý của người khác không phải vì dáng người và gương mặt mà chính là mái tóc, một mái tóc trắng, có thể nói là ma nữ tóc trắng chính thức. Không tốt lắm, mai đổi đi. Hạ Thiên nói, được rồi, chồng à, mai em sẽ đổi. Sở giao có chút uất ức. Đúng rồi, chồng, em đã làm tốt vấn đề chuyển thủ tục sở hữu xe của Hoắc Tiểu Xuyên, bây giờ xe đều là của anh. Còn nữa, hôm nay em chưa nói lời thô tục, anh nói xem em đã tốt lên chưa? Cũng không tệ lắm. Hạ Thiên Thuận miệng nói. Chồng, em đã tốt như vậy, anh cũng nên để em từ số 9 lên số 8 đi chứ. Sở giao dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hạ Thiên, nàng không muốn làm vợ bé thứ 9, nàng muốn chậm rãi đi lên, số 9 lên số 8, số 7 rồi số 1, cuối cùng là vợ cả. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu em đã tốt như vậy thì em sẽ giữ lại vị trí số 9 cho em, vốn anh chuẩn bị vị trí này cho chị Vân Thanh. Vân Thanh đang ăn mà nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì cũng ngây người, điều này có liên quan gì đến mình. Từ khi cô gái tóc trắng kia chạy vào thì Vân Thanh cũng không biết rõ hai người kia đang nói gì, nhưng một điều có thể xác định, cô gái này chính là bạn gái của Hạ Thiên, hơn nữa mái tóc nhuộm trắng cũng không phải theo ý của cô gái. Tất nhiên Vân Thanh cảm thấy hai người này rất xứng đôi. Sao? Vẻ mặt sở dao chợt trở nên đau khổ. Chồng, anh nói là ngay cả số 9 em cũng chưa nhất định giữ được sao? Đúng vậy, bây giờ em còn chưa chính thức là vợ anh, em đang ở vào trong thời kỳ khảo nghiệp, mà khoảng thời gian này sợ rằng anh sẽ càng có thêm nhiều vợ, tất nhiên em sẽ chưa hẳn là vợ thứ 9. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên, nhưng anh căn cứ vào độ nặng của em, anh sẽ giữ lại vị trí số 9 cho em. Biết rồi, cảm ơn chồng. Sở giao đã nhanh chóng muốn khóc, vợ tìm chồng mà dễ sao? rõ ràng bây giờ nàng phải cùng nhiều bà vợ khác cướp một chồng, nàng vốn có ý nghĩ bỏ dần lên vị trí cao hơn, cuối cùng sẽ là vợ cả, nào biết phía sau còn có cả đoàn quân vợ bé truy đuổi vị trí của mình, đúng là không có thiên lý. Vân Thanh lại há hốc mồm nhìn Hạ Thiên, nàng bây giờ đã nghe rõ lời nói của Hạ Thiên và Sở Giao, cuối cùng nàng đã hiểu số 9 là gì, đó là chín bà vợ bé. Cô gái này là vợ bé thứ 9, hơn nữa Hạ Thiên còn nói mình chỉ thích nàng, vốn rằng cũng không muốn cho nàng vị trí số 9. Thế này, thế này là tâm thần đến mức nào mới có ý nghĩ như vậy? Nhân viên phục vụ, tính tiền. Vân Thanh vẫy tay, nàng cũng không muốn ở lại với Hạ Thiên thêm một giây nào, người này quá mức không bình thường. Cầm đi đi, không cần thối. Sở giao tiện tay đút tiền cho nhân viên phục vụ, sau đó nàng dùng ánh mắt thắng lợi nhìn Vân Thanh. Tôi là số 9, chị giỏi lắm cũng chỉ là số 10 sao có thể để chị dành trả tiền cho được. À, em gái, em hiểu lầm rồi, chị không có hứng thú với Hạ Tiên Sinh, cũng không có hứng thú với số 9 hay số 10, em cứ yên tâm. Vân Thanh cũng không biết nên khóc hay cười, nhà đầu này rõ ràng xem mình là tình địch. Xem như chị thức thời. Sở giao quyết định dùng tất cả các phương pháp uy hiếp, nàng không muốn người khác chiếm mất vị trí của mình. Nhưng ngay sau đó nàng lại có chút chán nản, nếu như vậy nàng sẽ là vợ bé nhỏ nhất sao? không thể ức hiếp tám vợ bé kia à. Hạ tiên sinh, nếu bạn gái của cậu đã đến thì tôi cũng không quấy dày, tôi về trước. Vân Thanh thầm nghĩ cần phải cách Hạ Thiên càng xa càng tốt, nàng nói xong cũng không đợi Hạ Thiên tiếp lời mà vội vàng rời khỏi quán hồng hồ. Kết! Tiếng thắng gấp đột nhiên vang lên, Vân Thanh dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước, khi vừa nhìn qua thì vẻ mặt nàng chợt biến đổi. Có hai chiếc xe 16 chỗ dừng lại, cửa xe mở ra, mười mấy tên đàn ông phóng xuống, ai cũng giơ cao ống tuyết phóng về phía Vân Thanh. Vân Thanh vô thức xoay người bỏ chạy, nhưng nàng mới chạy được hai bước đã ngã lăn ra đất. Khi nàng quay đầu nhìn lại thì thấy đám người kia đã phóng đến như sói như hổ, nàng không kịp trốn, chỉ biết dùng tay ôm lấy đầu và đưa lưng ra, cố gắng bảo vệ những bộ vị yếu hại. Cơn đau đớn theo dự đoán không truyền đến, Vân Thanh có chút buồn bực, nàng ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện đám người vẫn phóng về phía trước lúc này nàng mới phát hiện ra mục tiêu của đám người kia không phải là mình, đó chính là Hạ Thiên. Dù Vân Thanh rất bất mãn với Hạ Thiên, nhưng hắn dù sao cũng là ân nhân của nàng, tất nhiên nàng cũng lo lắng cho hắn. Vì vậy nàng lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát, đúng lúc này một tiếng gầm vang lên. Đứng lại cho bà. Đám người đang cầm ống tuyếp phóng về phía trước khi nghe thấy âm thanh này thì chợt khựng lại như bị điểm huyệt, nhưng ống tuyếp vẫn dơ cao trên không, một số người vẫn còn giữ nguyên tư thế nhấc chân, rất buồn cười. Đám khốn kiếp chúng mày muốn chết sao? Dám cầm ống tuyết xông về phía bà, có tin bà dùng ống tuyết chọc chết chúng mày không? Sở giao cực kỳ tức giận, nàng nói ra hết những lời thô tục. Hạ thiên nghe thấy vậy mà cau mày, ngay cả vân thanh cũng sướng sờ, em gái kia đúng là quá khủng. Đại, đại tiểu thư, chị, sao chị lại có mặt ở đây? Tên phóng đến nhanh nhất vội vàng lắp bắp, sau đó hắn giải thích. Đại tiểu thư, chúng tôi sao dám làm gì chị, chúng tôi chỉ muốn dạy bảo tiểu tử này. Người này chỉ về phía hạ thiên, sở giao tức giận quát. Mày dám dạy bảo chồng tao, có tin bây giờ bà cắt đầu mà cho cá ăn không? Bà! Hạ thiên vỗ lên mông sở giao. Em đã nói 10 lời thô tục. Chồng, là em sai rồi. Sở giao dùng ánh mắt đáng thương nhìn hạ thiên. Đám người kia đã lặng lẽ hạ ống tuyếp, tên đi đầu vung tay, sau đó anh em rón rén muốn rời khỏi nơi này đúng là quá đùa người bọn họ cần đánh là đàn ông của đại tiểu thư sao dù bây giờ cho cả đám một trăm lá gan cũng không dám ra tay đứng lại sở giao lập tức phát hiện ra hành động mờ ám của đám người ai cho các anh đi đại tiểu thư chúng tôi thật sự không biết chị ở đây tên đầu lính nói với vẻ mặt đau khổ đêm nay đúng là xui xẻo đụng ai không đụng lại gặp phải đại tiểu thư đứng lại cho bà à đừng nói nhảm ai bảo các người tới sở đại tiểu thư tức giận thì hậu quả cũng không nghiêm trọng chỉ là đứt tay rứt chân mà thôi là là luật sư trần tên đầu lĩnh thành thật trả lời hắn muốn dạy bảo chồng tôi thế nào sở giao lại hỏi à nói là cắt đứt một tay tên kia vẫn trả lời không chút che giấu được rồi bây giờ các người có thể đi cắt sức tứ chi của tên kia à không phải là ngũ chi làm cho đối phương không còn là đàn ông. Giọng nói của sở giao rất tàn khốc. Vâng, đại tiểu thư. Mọi người nghe được mệnh lệnh này thì cảm thấy rất vui sướng, nếu đại tiểu thư đã cho bọn họ đi làm việc thì sẽ không trừng phạt. Tên đầu lĩnh vung tay nói. Đi. Trong một chiếc xe màu đen rừng ngoài quán ăn hồng hồ chưa đến 100 mét, Trần Ích Dân và Chu Đông đang nhìn chằm chằm vào quán ăn hồng hồ. Là thứ quái quỷ gì mà dám chơi cứng với ông? khi thấy đám lưu manh cầm ống tuyếp phóng về phía Hạ Thiên thì Trần Ích Dân nói bằng giọng có chút đắc ý. Còn có cả con Vân Thanh, đúng là không biết điều, có cơ hội thì ông phải cho nó lăn lộn trên giường. Chu Đông nói với vẻ mặt tức giận. Anh Trần, trước kia tôi còn cho rằng anh đã chơi nó, vì vậy mới không ra tay, nào ngờ anh còn chưa sơ múi được gì, đúng là phí của rời. Hừ, trước kia vì thấy nó xinh đẹp nên tôi mới nhận làm, đáng lý cũng muốn ép một chút nhà một chút để cô ta ngoan ngoãn dựa vào nào ngờ cũng có chút bản lĩnh tự tạo ra danh tiếng trần ích dân có chút buồn bực nhưng không sao trước kia tôi không có cô ta bây giờ cũng không có được thì dứt khoát ném xuống khi không còn công tác thì sẽ ngoan ngoãn lên giường thôi ha 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 đúng vậy tôi đã sớm muốn nếm hương vị của con này đến lúc đó chúng ta cùng nhau hoạt động ha ha chu đông nở nụ cười dâm đáng Vẻ mặt Trần Ích Dân chợt biến đổi. Kỳ quái, đám người kia làm vậy? Không tốt, chúng chạy về phía bên này. Vẻ mặt Chu Đông cũng biến đổi. Chạy mau. Đáng tiếc là đã muộn. Á, à, á. À. Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, ngay sau đó tất cả đan sen vào nhau. Chương 150, rơi vào vấn đề nhân quyền. Vân Thanh đã đứng lên, nàng nhìn những sự việc đã phát sinh mà cảm thấy mình giống như đang nằm mộng ba phút trước nàng cho rằng mình không chết thì phải nằm bệnh viện vài tháng sau đó nàng chợt phát hiện đối tượng bị tấn công không phải là mình mà chính là hạ thiên hai phút trước khi vân thanh cho rằng hạ thiên giữ nhiều lành ít thì đám hung đồ cầm ống tuyếp chợt khựng lại không có chút cử động sau đó một phút trước đám hung đồ lại phóng về một chiếc xe cách quán hồng hồ không xa chỉ chưa đến một phút thì chiếc xe bị đập nát mà người trong xe chắc chắn cũng đã bị đánh đến mức bất tỉnh nhân sự khi những tiếng kêu thảm quen thuộc vang lên Vân Thanh biết người trong xe chính là Trần Ích Dân và Chu Đông, vì vậy nàng có thể đơn giản suy đoán ra nội dung câu chuyện. Trước đó Hạ Thiên đánh hai người kia, vì vậy hai người tìm một nhóm côn đồ đến trả thù Hạ Thiên. Trước kia nàng từng nghe Trần Ích Dân nói có quen biết với cả Hắc đạo và Bạch đạo, bây giờ xem ra đối phương không nói khoác. Nhưng đau xót chính là bây giờ Trần Ích Dân lại gặp một Hạ Thiên còn khủng bố hơn, vì vậy đến bây giờ Hạ Thiên thì vẫn tốt, mà Trần Ích Dân thì không biết còn sống hay đã chết đám người kia đập nát xe của Trần Ích Dân rồi nhanh chóng biến mất, Vân Thanh tin Trần Ích Dân dù không chết cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì đám người kia do hắn mời đến, nếu hắn muốn ép tội Hạ Thiên thuê côn đồ đánh người thì người bị giam vào mục đầu tiên phải là hắn. Tất cả sự việc này càng làm Vân Thanh vững niềm tin phải tránh xa Hạ Thiên, người này đều có quan hệ với Hắc Bạch Đạo, chắc chắn không phải loại gì tốt đẹp, nàng cũng không muốn bị đối phương ăn sạch, ngay cả xương cũng không còn, vân thanh nhìn hạ thiên đang đứng cách đó không xa sau đó nàng lặng lẽ leo lên xe chạy đi như tên bắn lúc này hạ thiên vừa cúp điện thoại trong lòng có chút buồn bực sao chị vân thanh chạy đi nhanh như vậy người vừa điện thoại đến cho hạ thiên chính là liễu vân mạn nàng vừa tan tầm và chưa về nhà không biết hạ thiên còn ở nhà hay không vì vậy nàng điện thoại hỏi thăm khi nghe thấy hạ thiên đang ở bên ngoài thì liễu vân mạn nói mình vừa đúng lúc có chuyện đến chỗ bà nội yêu cầu hắn đừng nên trở về tất nhiên Hạ Thiên cũng không phản đối, hắn đã ngủ cả ngày, tối nay cũng không muốn quay lại. Nếu Liễu Vân Mạn không có mặt ở nhà thì hắn lại càng không nên đi. Chồng, chúng ta kiếm gì đó vui chơi đi. Sau khi nhìn thấy Vân Thanh bỏ đi thì sở giao rất vui sướng, bây giờ tạm thời không có ai cướp vị trí của nàng. Có chỗ nào thú vị không? Hạ Thiên hỏi lại một câu. Em biết chỗ nào thú vị sao? Sở giao dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hạ Thiên. Chồng, bây giờ em cũng chẳng biết ở đâu thú vị trước kia em thích đua xe ngoài đua xe thì cũng chỉ chém người nhưng bây giờ cũng không còn người để chém anh nói xem chúng ta nên đi đâu đây hạ thiên cũng không biết tối qua hắn cảm thấy đua xe rất sướng vốn cũng muốn học lái xe nhưng sau đó hắn nghe đám người hoác tiểu xuyên nói không biết lái xe thì không phải đàn ông chân chính điều này làm hắn cảm thấy rất khó chịu vì vậy hắn quyết định không học lái xe hắn muốn trở thành một người đàn ông thật sự không biết lái xe ông Sa, điện thoại kia. Chuông điện thoại vang lên, từ khi Hạ Thiên có điện thoại thì chưa bao giờ bận rộn như hôm nay, nhưng nhìn dãy số thì Hạ Thiên chợt hưng phấn. Cảnh sát tỷ tỷ, chị nhớ em rồi sao? Hạ Thiên nhận điện thoại, hắn hỏi ngay. Thanh Thanh có đi tìm cậu không? Lãnh băng băng đi thẳng vào vấn đề. Hạ Thiên có chút thất vọng, thì ra cảnh sát tỷ tỷ cũng không nghĩ về hắn. Không, sáng nay nàng gọi điện thoại nói rằng muốn tìm Tiểu Kiều, hạ thiên nói chi tiết tút tút lãnh băng băng cúp điện thoại hạ thiên buồn bực cảnh sát tỉ tỉ sao lại như vậy không có trách nhiệm gì vậy sao hạ thiên không cam lòng hắn điện thoại lại cho lãnh băng băng đáng tiếc là trong điện thoại lại vang lên một giọng nói ngọt ngào không phải của lãnh băng băng số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được khi hạ thiên gọi điện thì sở giao cũng nhận được một cuộc điện thoại chồng ông nội muốn gặp anh sở giao cúp điện thoại rồi nói với Hạ Thiên. À, vậy thì nói ông đến đây. Hạ Thiên thuận miệng nói. Sở giao chợt ngây người, sau đó nàng nũng nịu. Chồng, ý của ông là chúng mình đến thăm. Nói cho ông biết, anh không quen biết gì với ông cả, anh không đi. Hạ Thiên lập tức từ chối. Sao? Sở giao có chút chóng mặt, nếu ông nội mà nghe được lời này thì chắc chắn sẽ ngăn cách uyên ương giữa mình với Hạ Thiên. Chồng, anh không đi thật sao sở giao tiếp tục hỏi mà không từ bỏ ý định không đi hạ thiên vẫn trả lời rất dứt khoát được rồi vậy em đi thăm ông đây chồng đêm nay em không đi chơi với anh được sở giao có chút bất đắc dĩ không sao em cứ đi hạ thiên ra vẻ không quan tâm nhiều lắm sở giao rất buồn khổ sao bà lại phạm vào sắc giới thế này phụ nữ mê trai qua nhiên không có quyền chồng căn bản không quan tâm đến nàng mà bây giờ nàng còn phải cố gắng, nếu không sẽ chẳng giữ được vị trí vợ bé thứ 9. Chồng, anh muốn đi đâu? Có muốn em đưa đi không? Sở giao biểu hiện là một cô vợ rất ngoan ngoãn, nếu không thì chồng sẽ đánh mông nàng, sẽ rất phiền toái. Anh còn chưa nghĩ sẽ đi đâu, em đi trước đi. Hạ Thiên cũng chưa nghĩ ra, thật ra hắn muốn đến tìm lãnh băng băng, nhưng bây giờ điện thoại gọi không được, cũng không biết nàng đang ở đâu. Được rồi, chồng, em đi trước nhớ nghĩ đến em đấy nhé. Sở giao hôn một cái lên mặt Hạ Thiên, sau đó nàng đi về chiếc Ferrari. Khoảnh khắc khi Ferrari phóng đi thì sở giao không khỏi lầm bầm một câu. Mệt chết bà rồi, giả vờ thục nữ đúng là vất vả. Sắc trời dần tối, lúc này đèn đường trong Đại học Giang Hải đã được bật sáng, mà đối diện cửa hàng Hoa Hinh Hinh có một chiếc Lamborghini dừng lại khá lâu. Khi Phương Hiểu như nhìn thấy chiếc xe kia thì cũng không hưng phấn, dù sao nàng cũng đã nhìn no mắt một chiếc Ferrari cả ngày hôm nay. Tất nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó là hôm nay tâm tình của Phương Hiểu như không được tốt cho lắm, vì nàng cảm thấy mình thật sự thất nghiệp, không phải nàng lo lắng mất đi công tá ở cửa hàng hoa, đó là áp lực do cô gái Đinh Linh đem đến. Cô gái này đẹp hơn nàng, cũng nghe lời hơn nàng, bây giờ cửa hàng không có công việc gì nên có hai người đã chật đất, bây giờ lại có thêm một Đinh Linh, còn vị trí cho Phương Hiểu như nàng sao? Phương Hiểu Như nhìn chiếc Ferrari mà nhớ đến chiếc BMW của tên mập, trong lòng nàng cảm thấy không công bằng. Vì sao cũng là nàng, cũng quen biết Hạ Thiên, hơn nữa nàng và Tôn Hinh Hinh còn cùng biết mặt Hạ Thiên vào một thời điểm, nhưng vì sao Tôn Hinh Hinh có chiếc nhẫn vài chục ngàn và xe Ferrari vài triệu, tên mập cũng có có một chiếc BMW vài trăm ngàn, mà Phương Hiểu Như nàng cũng chỉ biết ngồi trong cửa hàng hoa nhận đồng lương còm vài ngàn đồng một tháng. Phương Hiểu Như nhìn Đinh Linh Thanh nhã xinh tươi mà có chút ghen ghét. Dù Đinh Linh không có thân thể trưởng thành mê người như Tôn Hinh Hinh nhưng nếu chỉ xét về gương mặt thì không kém gì, hơn nữa trên người nàng còn có khí chất thanh thuần, cũng là điểm hấp dẫn chết người. Phương Hiểu như không khỏi hoài nghi tâm địa bất lương của tên mập, đưa một cô gái xinh đẹp thanh khiết thế này đến bên cạnh Tôn Hinh Hinh, rốt cuộc là hầu Tôn Hinh Hinh hay phục vụ cho Hạ Thiên. Phương Hiểu như cảm thấy với bản tính sắc lang của Hạ Thiên, khi nhìn thấy một Đinh Linh xinh đẹp thế này thì có hơn phân nửa sẽ không bỏ qua. Kiểu như Tiểu Linh, 8 giờ rồi, chúng ta về thôi. Giọng nói của Tôn Hình Hình rơi vào trong tai Phương Hiểu Như, điều này làm nàng cắt đứt những suy nghĩ nguyên man. Biết rồi, chị Hinh. Phương Hiểu Như bắt đầu thu dọn đồ đạc, lúc này nàng đột nhiên nhìn thấy cửa xe Lamborghini mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi xuống xe, hắn đi về phía cửa hàng Hoa Hình Hình. Người đàn ông nhanh chóng đi vào cửa hàng, Phương Hiểu Như thấy rõ hình dạng của đối phương, người này không tính là đẹp trai, cũng thật sự không xấu, toàn thân toàn hàng hiệu xa hoa, cho thấy đối phương là kẻ có tiền. Tất nhiên điều này cũng chẳng có gì kỳ quái, người chạy Lamborghini mà không có tiền sao? "Người đẹp, anh cảm thấy chiếc nhẫn này rất xứng với em, em thấy thế nào?" Người đàn ông giơ tay lên, mà Phương Hiểu như phát hiện ra trên tay người đàn ông có một chiếc nhẫn. Nếu nhìn kỹ thì thấy, ngoài ngón tay cái tay phải thì chín ngón tay còn lại của hắn đều có nhẫn kim cương nhưng Phương hiểu như không nói lời nào, vì đối tượng của người đàn ông này không phải là nàng, đó chính là Tôn Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh nhìn người đàn ông, nàng khẽ nhíu mày, nàng mơ hồ cảm thấy mình đã gặp đối phương ở đâu đó, nhưng bây giờ không nghĩ ra. Xấu hổ quá, tôi cũng thấy rồi, nhưng chiếc nhẫn của tôi bây giờ phù hợp hơn. Tôn Hinh Hinh nâng tay trái lên, trên ngón vô danh là chiếc nhẫn kim cương hạ thiên tặng lần trước. Người đẹp, thấy chiếc Lamborghini kia không? Người đàn ông chỉ vào chiếc xe Lamborghini. Chỉ cần em gật đầu, nói sẽ là của em. Tôi cũng đã có xe, là chiếc này. Tôn Hình Hình chỉ vào chiếc Ferrari ở trước cửa hàng, giọng nói có chút mất vui. Tiên sinh, nếu anh đến mua hoa thì chúng tôi hoan nghênh, nếu anh có ý đồ khác thì xin rồi khỏi đây. Trong mắt người đàn ông lóe lên cái nhìn kinh ngạc, hắn đã điều tra rõ ràng rồi, người phụ nữ này không nhà không xe, chiếc Ferrari này ở đâu ra. Tôn Tiểu Thư, có lẽ tôi nên tự giới thiệu, tôi là Diệp Thiếu Kiệt. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Tôn Hinh Hinh. Chỉ cần theo anh một đêm, anh cho em một triệu. Thì ra là Diệp Thiếu Gia trong tứ thiếu gia Giang Hải. Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng nhớ đến tình cảnh đập phá đêm gia nhân trước đó, nàng đã từng gặp qua người này. Tôn Tiểu Thư, dù là ngôi sao ca nhạc thì cũng không đáng giá này, anh nghĩ em không từ chối chứ. Diệp Thiếu Kiệt dùng ánh mắt càn quét thân thể Tôn Hinh Hinh. Diệp tiên sinh, tôi hy vọng anh sẽ không hối hận khi nói ra những lời này. Giọng nói của Tôn Hinh Hinh trở nên lạnh lùng, nàng cũng không ngốc, tuy nàng không biết Hạ Thiên có đắc tội với Diệp Thiếu Kiệt không, nhưng Diệp Thiếu Kiệt muốn dùng phương pháp này báo thù Hạ Thiên thì chẳng ra gì. Có lẽ đối với đa số phụ nữ thì một triệu là con số khó thể kháng cự, Tôn Hinh Hinh cũng không biết trước kia là thế nào, nhưng bây giờ đừng nói là một triệu, dù là một tỷ nàng cũng không phản bội Hạ Thiên. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 150.